Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 39. Đám người Tiêu Phàm sau khi tiến vào ảo ảnh chiến hồn điện, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ áp lực mãnh liệt đè ép, rất nhiều người cảm giác như hãm sâu vào trong bùn, nửa bước khó đi. Vô luận giãy giụa thế nào, cũng không tránh được áp lực kia, những người lúc nãy còn khinh thường chiến hồn điện, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Có thể giam cầm sức mạnh chiến hoàng cảnh đã đáng để cho người ta kính sợ, chí ít không phải đám chiến hoàng cảnh bọn họ có thể khinh thường. Mấy hơi sau, cỗ áp lực kia đột nhiên biến mất, đám người cảm giác như được buông lỏng. Chỉ là khiến đám người rất ngạc nhiên là, những người tiến vào cùng bọn họ đều biến mất, chỗ này chỉ còn có một mình, trước đó bởi vì cỗ áp lực kia khiến đám người không có phát hiện. Hoàn cảnh chỗ bọn họ đang đứng hoàn toàn khác biệt. Có chỗ là thế giới hỏa diễm, có chỗ là thế giới băng giá, cũng có chỗ là thế giới kiếm đạo. Mà chỗ Tiêu Phàm đứng lại là bóng đêm vô tận, đưa tay lên không thấy được năm ngón, không có bất kỳ ánh sáng gì, vô cùng tĩnh mịch. Đây là chỗ nào? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hồn lực yên lặng quét về bốn phía. Nhưng khiến hắn thất vọng là hồn lực của hắn bao phủ khắp phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, đều không hề phát hiện ra bất cứ dấu hiệu của sự sống nào. Những người đi cùng mình vào đâu? Trong lòng Tiêu Phàm khẽ run lên, thế giới hắc ám này quá quỷ dị, so với thế giới đường cong kia còn quỷ dị hơn, chỉ ít ở chỗ kia vẫn là một thế giới có màu sắc. Mà nơi này, chỉ có bóng đêm vô tận, trừ cái đó ra không còn thứ gì khác. Mở bàn tay, khiến Tiêu Phàm buông lỏng một hơi là hắn nhìn thấy ngọc phiến bạch sắc yên lặng nằm trong lòng bàn tay, tản ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng mà ánh sáng của bạch sắc ngọc phiến quá yếu ớt. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt vậy. Không đúng, ánh sáng này đang không ngừng yếu đi. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm ngọc phiến trong lòng bàn tay, kinh ngạc nói. Ngay sau đó khiến hắn càng thêm kinh hãi là, hắn phát hiện hồn lực trong thân thể đang nhanh chóng tiêu tán, biến mất với tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc ở Đọa Lạc Cốc. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ đổi, với tốc độ tiêu tán hồn lực này, cho dù hồn lực của hắn vô cùng dồi dào đoán chừng cũng không chịu đựng được bao nhiêu lâu. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm không biết là thật hay giả, bởi vì hắn không dám triệu hồi U Linh chiến hồn, không biết bây giờ là chân thực hay là huyễn cảnh. Nếu như đang trong huyễn cảnh, cho dù rút khô hồn lực thì thế nào chứ, chỉ cần tỉnh lại, bản thể cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như đây là chân thực, một khi hồn hải bị rút sạch, bản thân có khả năng sẽ chết thật. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là khảo nghiệm ý chí? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn không biết tình huống của những người khác như thế nào, nhưng mà tình hình của hắn căn bản liền không phải đang khảo nghiệm ý chí, mà là đang lựa chọn. Lựa chọn chân thực, hắn nhất định phải ngăn cản hồn lực sói mòn, Tiêu Phàm không phải là người ngồi chờ chết. Trong lòng Tiêu Phàm đau khổ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, rốt cuộc là triệu hoán hay là không triệu hoán U Linh chiến hồn đây? U Linh chiến hồn có thể thôn phệ hồn lực, cũng có thể loại bỏ huyễn cảnh, tất nhiên cũng có thể giải quyết loại vấn đề này, nhưng mà lúc trước lúc thức tỉnh U Linh chiến hồn, bản thân liền bị đá ra chiến hồn điện, Tiêu Phàm không dám tùy tiện thi triển. Chờ đã, thôn phệ hồn lực cũng không phải chỉ mình U Linh chiến hồn biết. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một con côn trùng kim sắc lớn bằng hạt đậu phộng, chính là phệ hồn huyết tằm. Thôn phệ cho ta. Tiêu Phàm trầm giọng quát, phệ hồn huyết tằm mở miệng ra, bỗng nhiên, một cái vòng xoáy nhỏ bé ở trước người nó nhanh chóng phóng đại, sau đó biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm sau một lát, bốn phía truyền đến tiếng hồn lực phát nổ, hồn lực cuồn cuộn bay vào trong cái miệng nhỏ nhắn của phệ hồn huyết tằm, giống như đang rút hết sức mạnh trong thế giới hắc ám vậy. Cái này, Tiêu Phàm trợn tròn mắt nhìn, phệ hồn huyết tằm cũng chỉ lớn bằng củ lạc nhưng tốc độ thôn phệ hồn lực của nó không hề kém hơn U Linh chiến hồn, thậm chí còn hơn. Nhưng mà rất nhanh Tiêu Phàm lại phát hiện một vấn đề khác, vừa rồi hắn dùng hồn lực điều tra bốn phía, không hề phát hiện sự tồn tại của hồn lực, vậy hồn lực phệ hồn huyết tằm đang thôn phệ là cái gì chứ? Có vẻ như không phải hồn lực, mà là giống như năng lượng hàn băng kia, năng lượng hắc ám. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó Tiêu Phàm thao túng phệ hồn huyết tằm bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, mặc dù hồn lực của hắn đang sói mòn, nhưng có năng lượng hắc ám này bổ sung, so với tốc độ sói mòn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa,
phệ hồn huyết tàm thôn phệ năng lượng hắc ám, liền hóa thành hồn lực cuồn cuộn trào vào trong hồn hải, bạch thạch, u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn không do dự cắn nuốt. Bất kể là chân thực hay là huyễn cảnh, Tiêu Phàm đều không muốn buông tha cơ hội như vậy. Nếu như là chân thực, thu hoạch lần này tuyệt đối không nhỏ, u linh chiến hồn thôn phệ hồn lực này, có thể tiến thêm một bước để đột phá thành cửu phẩm chiến hồn. Nếu như là huyễn cảnh, Tiêu Phàm cũng không bị tổn hại gì, cũng chỉ lãng phí một chút thời gian mà thôi, dù sao hắn bây giờ cũng đang trong thời gian khảo hạch. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy phệ hồn huyết tàm đã tới gần bát giai trung kỳ, đến Tiêu Phàm cũng không nhịn được sợ hãi thán phục trước sự khủng bố của năng lượng hắc ám này. Khảo nghiệm ý chí, nếu như đổi lại là người khác, hồn lực bị rút hết không còn, chỉ có thể dựa vào bản thân ngăn cản việc này, người bình thường căn bản không chịu được bao lâu. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, việc này đối với người khác mà nói là một loại khảo nghiệm, nhưng đối Tiêu Phàm lại không tính là gì, chỉ là hắc ám cùng cô độc này, xem như là khảo nghiệm chân chính. Nhưng mà Tiêu Phàm lại tìm được niềm vui ở trong đó, năng lượng hắc ám bị phệ hồn huyết tàm luyện hóa, phệ hồn huyết tàm đã có thể tùy ý đột phá lên bát giai trung kỳ. Một khi đột phá, vậy sẽ tương đương với sức mạnh của chiến đế trung kỳ, phệ hồn huyết tàm đã đột phá bát giai, lực công kích và phòng ngự sẽ không còn yếu ớt như vậy nữa. Liếc mắt nhìn phệ hồn huyết tàm trong lòng bàn tay, Tiêu Phàm trầm ngâm nói, dù sao khảo nghiệm cũng là thời gian, ngươi tiếp tục thôn phệ, ta cũng vừa vặn lĩnh ngộ bất hủ ý chí. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền tiến vào trạng thái nhập định, căn bản mặc kệ thời gian ở bên ngoài. Từ lúc mọi người tiến vào ảo ảnh chiến hồn điện, tùy thời sẽ có người đi ra từ chiến hồn điện, không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, có đã có 700-800 người đi ra. Vẫn còn thời gian hơn 100 lần hít thở, chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ đã đào thải gần 1/3, khảo hạch này khủng bố như vậy sao? Không biết, có lẽ còn khó khăn hơn so với ra tưởng tượng, nhưng là thành tích như vậy cũng tốt hơn rất nhiều so với lần trước, chỉ ít còn có 2/3 người kiên trì đến được đến tận bây giờ. Bây giờ kết luận như vậy vẫn còn sớm, dù sao thời gian 100 lần hít thở này, không phải dễ dàng vượt qua như vậy, càng về sau càng khó kiên trì. Ở bên ngoài, tất cả đám người đều nhìn chằm chằm ảo ảnh chiến hồn điện, rất nhiều tu sĩ bị đào thải, sắc mặt vô cùng đau khổ, cúi đầu trầm mặc không nói. Nhất là những người trước đó phát ngôn bừa bãi, tự nhận là có thể kiên trì một canh giờ, càng là sắc mặt ửng đỏ, hận không thể lập tức tìm cái hố nào đó chui vào. Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, đám người nín thở ngưng thần, mắt nhìn chằm chằm ảo ảnh chiến hồn điện, như sợ bỏ lỡ điều gì đó vậy. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang từ trong ảo ảnh chiến hồn điện truyền ra, thời gian nửa chén trà nhỏ cách càng ngày càng gần, lần lượt từng bóng người đột nhiên từ trong ảo ảnh chiến hồn điện bay ra. Ngô sư huynh, sao huynh lại đi ra? Bên người một thanh niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện một nữ tử mặc váy dài màu xanh, mở miệng hỏi. Ta đã ở bên trong 3 canh giờ, đã sớm thông qua khảo hạch, vì cái gì còn không ra, ha ha, có phải ta được đến hạng nhất hay không? Tu sĩ tên Ngô sư huynh kia lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Trước khi đi vào chiến hồn điện, hắn nghe nói có thể ở trong đó khoảng 1 canh giờ, chính là siêu cấp thiên tài, mình ở bên trong đó 3 canh giờ, nhất định chính là siêu cấp thiên tài bên trong đám thiên tài, được hạng nhất cũng không phải việc khó. Sao vậy, Thiến Nhi, muội không nên cảm thấy vui vẻ vì ta sao? Thấy nữ tử váy xanh mặt hơi trắng, Ngô sư huynh cau mày một cái, trong mắt lóe lên một chút vẻ không thích. Nữ tử váy xanh cúi đầu, trầm mặc không nói. Ngô sư huynh sắc mặt trầm xuống, vừa chuẩn bị nổi giận, sau đó ánh mắt chuyển về hướng đám người bốn phía, lại phát hiện, trong mắt tu sĩ xung quanh đều là vẻ khinh thường cùng khinh miệt. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một kẻ ngu, căn bản không phải sự kính sợ đối với cường giả hạng nhất. Thiến Nhi, xảy ra chuyện gì? Ngô sư huynh cũng rốt cục cũng phát hiện có chút không thích hợp, đành phải nhìn về phía váy xanh nữ tử Thiến Nhi nói. Ngô sư huynh, huynh còn kém thời gian nửa chén trà nhỏ 30 tức. Váy xanh nữ tử Thiến Nhi giải thích nói. Cái gì, không thể nào, Ngô sư huynh một mặt không thể tưởng tượng nổi, mình rõ ràng đã ở bên trong 3 canh giờ, sao có thể không đến thời gian nửa chén trà nhỏ. À đúng lúc này, một tiếng hét thảm tiếng từ phía chiến hồn điện truyền đến, đồng thời có mấy thân ảnh bay ra. Mà đây mới chỉ là bắt đầu,
cách thời gian nửa chén trà nhỏ càng ngày càng gần, bóng người bay ra cũng càng ngày càng nhiều. Thực không phải sao, Ngô Sư Huynh toàn thân run rẩy một cái, nếu như hắn đã ở trong đó ba canh giờ, vậy thời gian những người này ở trong đó sao có thể ngắn hơn hắn đây? Nam vực cửu đại đế triều, thiên tài có không ít, nhưng cũng không có nhiều như vậy. Nhìn thấy ánh mắt châm chọc bốn phía, Ngô Sư Huynh hận không thể đào một cái hố để chui vào, đến khảo hạch cũng không thông qua, còn cái gì mà hạng nhất chứ? Ngô Sư Huynh, Huynh ở bên trong trải qua những gì? Thiến Nhi hỏi, tựa như cố ý giải vây giúp Ngô Sư Huynh vậy. Ta tiến vào một thế giới băng tuyết, có rất nhiều quái vật truy sát ta, ta vừa chiến vừa trốn, kiên trì ba canh giờ, cuối cùng ngăn cản không nổi, bóp nát ngọc phiến. Ngô Sư Huynh giải thích nói, sắc mặt vô cùng khó coi, ta không ngờ tới, thời gian ở bên trong vậy mà không giống với bên ngoài. Sao có thể còn chưa hết thời gian nửa chén trà nhỏ? Ta ở bên trong bốn canh giờ, vì sao còn chưa qua thời gian nửa chén trà nhỏ, đây là cái loại khảo hạch quái quỷ gì chứ? Gần như đồng thời, có mấy tiếng hét phẫn nộ vang lên, bọn họ cũng ở trong ảo ảnh chiến hồn điện mấy canh giờ, nhưng không ai ngờ tới, bên ngoài còn chưa hết thời gian nửa chén trà nhỏ. Người tiếp tục gây ầm ĩ, chết. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, giọng nói như sấm vang vọng bốn phương tám hướng. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc bạch bào phía sau giang trưởng lão tiến lên một bước nói. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, trong nháy mắt câm như hến, không có người nào dám khiêu khích sự uy nghiêm của sứ giả Thánh Thành. Cũng không phải là các ngươi thực sự đã ở trong đó mấy canh giờ, mà là trong lòng các ngươi tự cho là đã qua mấy canh giờ, cảnh tùy tâm sinh mà thôi, khảo hạch chiến hồn điện, cho tới bây giờ đều rất công bằng. Giang trưởng lão phất phất tay. Vô cùng hiền lành nhìn tu sĩ bốn phía nói. Một đám tu sĩ đỏ mặt, giang trưởng lão nói cũng không sai, cảnh tùy tâm sinh, bọn họ thân trong hiểm cảnh, cho là thời gian trôi qua rất nhanh, hơn nữa lại nghĩ đến có thể có một vị trí tốt, vì vậy thời gian bên trong huyễn cảnh kia cũng trôi qua nhanh hơn. Đám người lập tức yên lặng, trưởng lão của các chiến hồn học viện giải thích với bọn họ một lần, tất cả mọi người không dám tiếp tục mở miệng nữa. Thân là chiến hồn điện trưởng lão có thể giải thích những điều này với bọn họ, đã coi như là coi trọng bọn họ lắm rồi. Đương, đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên, ánh mắt đám người đều tập trung vào ảo ảnh chiến hồn điện. Thời gian nửa chén trà nhỏ đã đến. Một tu sĩ bạch y phía sau giang trưởng lão quát khẽ, giọng nói vô cùng hờ hững. Giang trưởng lão, có vẻ như còn có hơn 800 người chưa đi ra. Một tu sĩ áo bào trắng khác thấp giọng nói. Còn hơn 800, có vẻ không tồi. Giang trưởng lão thản nhiên nói, có bao nhiêu người thông qua đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì quan trọng, với hắn mà nói quan trọng là, có bao nhiêu người có thể kiên trì một nén nhang, hoặc là một canh giờ. Bởi vì những người như vậy, mới có tư cách được chiến hồn điện chú trọng bồi dưỡng, dù sao những người này cho dù đi vào vô song thánh thành, cũng không phải tất cả đều gia nhập chiến hồn điện. Cũng có thể gia nhập thế lực khác. À, người đại ly đế triều không ai bị đào thải. Đột nhiên, có người kinh dị nhìn về phía vị trí của Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng. Từ khi sơ tuyển bắt đầu, hai người bọn họ vẫn luôn đứng ở đó, nhưng mà sau khi thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, vẫn chỉ có hai người đứng ở đó. Như vậy, há không phải chứng minh tu sĩ đại ly đế triều tất cả đều thông qua khảo hạch sao? Trong đám người, sắc mặt Thiên Hương bà vô cùng khó coi, nàng hận Tiêu Phàm, vậy liền để tất cả tu sĩ đại ly đế triều đều hận đi, giọng nói lạnh lùng vang lên trong lòng, Tiêu Phàm, cho dù ngươi có thể thông qua khảo hạch thì thế nào, ta đã đánh tiếng với Giang Trường Thanh, sau khi tiến vào vô song thánh thành, cũng chỉ có một con đường chết. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy. Lần này mặc dù chỉ tuyển hơn 50 người, nhưng mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, thông qua khảo hạch tất nhiên dễ dàng. Giang trưởng lão liếc mắt nhìn vị trí Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, đến Sở Thiên Hương cũng dám đắc tội, các ngươi thật đúng là tự tìm cái chết. Bên trong ảo ảnh chiến hồn điện, trong thế giới hắc ám, quanh thân Tiêu Phàm phát ra từng đợt hồn lực dao động, mà từng đợt hồn lực dao động lại ngăn cản lực lượng hắc ám ở bên ngoài. Tiêu Phàm thu hồi phệ hồn huyết tàm, khóe miệng hiện lên tiếu dung, bây giờ hắn, dù không cần phệ hồn huyết tàm, hắn cũng có thể ngăn cản hồn lực sói mòn.
không hổ là bất hủ ý chí, lĩnh ngộ trọn vẹn nhất trọng liền có thể sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Tiêu Phàm cảm thụ được sự biến hóa của bản thân, lộ ra vẻ hài lòng. Hiện tại hắn đã có thể tùy thời đột phá chiến đế cảnh. Nhưng mà rất nhanh Tiêu Phàm liền bình tĩnh lại, hắn đứng dậy, cảm nhận hắc ám bốn phía xung quanh, không gian yên tĩnh lộ ra sự đáng sợ cô tịch. Hắn rất ngạc nhiên một vấn đề, nơi này rốt cuộc là chân thực hay là huyễn cảnh, nếu như là chân thực, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu là huyễn cảnh, sau khi rời khỏi, bất hủ ý chí hắn lĩnh ngộ được, năng lượng hắc ám hấp thu được liền hóa thành hư không. Nhìn bạch sắc ngọc phiến trong lòng bàn tay, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cho dù triệu hồi ra U Linh chiến hồn sẽ gặp nguy hiểm, mình cũng có thể nhờ phiến bạch sắc ngọc phiến rời khỏi không gian này. Hơn nữa triệu hồi U Linh chiến hồn, không chỉ có thể chứng minh có phải là huyễn cảnh hay không, có lẽ còn có thể phát hiện ra nguyên nhân trước đó tử vong của mình. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, U Linh chiến hồn bỗng nhiên xuất hiện, ngay lúc đó, ngón tay hắn nắm lấy bạch sắc ngọc phiến, chuẩn bị tốt tất cả. Gừ lúc U Linh chiến hồn xuất hiện, không gian tối tăm đột nhiên phát ra tiếng gào thét điên cuồng, cả vùng không gian đột nhiên rung động mãnh liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra vậy. Một loại khí tức tử vong lan tràn, khiến Tiêu Phàm có một loại dự cảm không lành. Đây là chân thực, con người Tiêu Phàm co lại, U Linh chiến hồn có thể loại bỏ huyễn cảnh, hắn không chỉ một hai lần chứng thực, nhưng mà hiện tại trong tầm mắt hắn vẫn đen kịt như cũ, không hề có cái gì xuất hiện. Đột nhiên, màng nhĩ của Tiêu Phàm rung động, dường như có thể nghe thấy được tiếng tim đập nhanh, thậm chí cộng hưởng với chấn động trong thân thể hắn. Không, nói đúng hơn là cộng hưởng với U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm tách hồn lực ra, lại không có cái gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Vù một tiếng, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng, hồn lực ngưng tụ trong hai mắt, trong vòng ba trượng có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ ở xung quanh. Nhưng ngoại trừ hắc ám, thì vẫn không có gì cả. Tiêu Phàm có một loại cảm giác muốn bóp nát bạch sắc ngọc phiến, nhưng hắn rất nhanh đình chỉ động tác này, bởi vì U Linh chiến hồn đột nhiên động, nó vốn dĩ đang ngưng tụ thân hình bỗng nhiên tăng vọt, mãnh liệt bắn về phía không gian tối tăm kia. Trước đó Tiêu Phàm còn không nhìn thấy cái gì, nhưng rất nhanh tất cả những gì bên trong hắc ám đều hiện lên trong đầu hắn, U Linh chiến hồn giống như thiên mạc, mãnh liệt bao trùm khắp không gian tối tăm. Đem bóng đêm vô tận đều bao trùm bên trong. Không gian tối tăm rất rộng lớn, so với tưởng tượng của Tiêu Phàm còn lớn hơn, chỉ là ngoại trừ hắc ám, có vẻ như cái gì cũng không có. Nhưng mà, Tiêu Phàm biết rõ, việc sẽ không đơn giản như vậy, U Linh chiến hồn ngoại trừ tự động bảo vệ chủ nhân ra, chưa từng chủ động hành động. Ở đây khẳng định có thứ U Linh chiến hồn quan tâm, bằng không nó không có khả năng chủ động xuất kích. Thình thịch cũng đúng lúc này, một tiếng tim đậm mạnh mẽ vang lên trong đầu Tiêu Phàm, ngay lúc đó Tiêu Phàm bay lên, bay về phía tiếng tim đập kia. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới dừng lại, trong nháy mắt, một ngọn lửa bắn về phía trước, ầm một tiếng, ngọn lửa bị ngăn cản, tựa như đánh vào một thứ gì đó cứng rắn vậy, sau đó bắn ngược lại. Một khắc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên thấy rõ thứ ở trước mắt, đó là một vách đá đen kịt, trên vách đá có vô số đường vân. Đường vân vô cùng quỷ dị, Tiêu Phàm mặc dù tạm thời nhìn không hiểu, nhưng hắn biết rõ cái này là thứ gì. Hồn văn, Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm, bên trong không gian này lại có hồn văn. Rất nhanh Tiêu Phàm liền nghĩ đến một vấn đề khác, mình là từ trong ảo ảnh chiến hồn điện đi vào nơi này, mà nơi này tất nhiên chính là một khoảng không gian chân thực, nói cách khác, ảo ảnh chiến hồn điện tương đương với một cái truyền tống môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Như vậy có phải lúc trước lúc thức tỉnh chiến hồn, cũng bị truyền tống vào một không gian chân thực, sau đó thức tỉnh chiến hồn. Người đi vào chiến hồn điện đều hôn mê, không ai nhớ ra được những việc xảy ra lúc thức tỉnh chiến hồn. Hơn nữa, bất kể có thức tỉnh thành công chiến hồn hay không, tất cả tu sĩ đều sẽ tự động rời khỏi chiến hồn điện. Người giống như Tiêu Phàm trực tiếp bị chiến hồn điện đá ra, phải nói cực kỳ thưa thớt. Thức tỉnh chiến hồn quá mức thần bí. Không ai biết quá trình cụ thể như thế nào, chỉ biết là nếu nắm giữ chiến hồn sẽ tự mình thức tỉnh, vậy rốt cuộc chiến hồn thức tỉnh như thế nào? Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Hắn nghĩ rất nhiều điều, chiến hồn thức tỉnh phải chăng cũng giống như huyết mạch thức tỉnh, đều cần một điều kiện nhất định,
chỉ có khi đạt được điều kiện này, mới có thể thức tỉnh. Giống như tu la huyết mạch, ánh sáng bên trong hộp gấm màu đen trong đọa lạc cốc chính là điều kiện thức tỉnh tu la huyết mạch. Nếu như thực sự là như vậy, vậy có phải ai cũng có chiến hồn, nhưng chỉ có một ít người sau khi tiến vào chiến hồn điện, có một sức mạnh cộng hưởng khiến bọn họ thức tỉnh chiến hồn hay không? Mà những người không thức tỉnh chiến hồn chỉ là bởi vì nơi này không có sức mạnh cộng hưởng giúp bọn họ thức tỉnh chiến hồn. Tiêu Phàm nghĩ đến một vấn đề rất đáng sợ. Nếu quả thật như hắn phỏng đoán, vậy việc này cũng có chút khủng bố, thậm chí rất có thể tạo thành phong ba bão táp trên chiến hồn đại lục. Dựa theo suy đoán của hắn, tất cả mọi người trên chiến hồn đại lục đều có chiến hồn, chỉ là có thể thức tỉnh hay không mà thôi. Cũng giống như Tiêu Phàm hắn, 9 lần thức tỉnh chiến hồn, 8 lần trước đều thất bại, mà trong lần cuối cùng lại thức tỉnh chiến hồn, nói cách khác, khẳng định có một loại sức mạnh nào đó cộng hưởng, khiến chiến hồn thức tỉnh. Chỉ là bởi vì thực lực của hắn không đủ để tiếp nhận sức mạnh của chiến hồn, mới có thể khiến chủ nhân thân thể này bỏ mình. Chờ đã, đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm lại tập trung vào hồn văn trên vách đá dựng đứng, tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Sau nửa ngày, ánh mắt Tiêu Phàm dừng lại ở một điểm trên hồn văn kia, trong nháy mắt, một ít hồn lực bắn về phía điểm kia. Ầm ầm lúc hồn lực rơi vào trong đó, đường vân giống như sống lại, một đạo hắc ảnh bỗng từ trong đường vân thoáng hiện ra, chui vào trong người Tiêu Phàm. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, Tiêu Phàm không ngừng điểm, từng đạo bóng đen thoáng hiện, đều chui vào trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, U Linh chiến hồn cũng rung rung. Tiêu Phàm cảm giác được hồn lực trong thân thể hắn cũng bắt đầu sao động, đồng thời có một sức mạnh to lớn xông vào đầu hắn. Đây chính là quá trình chiến hồn thức tỉnh, bóng đen đi vào càng nhiều, lực trùng kích càng lớn, trước đó mình chính là bởi vì không chịu được sức mạnh này mới tử vong. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trong mắt tinh quang lập lòe. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện ra một vấn đề, bóng đen kia rất khác U Linh chiến hồn, mặc dù bên ngoài nhìn giống nhau. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Bất kể như thế nào, U Linh chiến hồn của mình nhất định là sinh ra từ không gian này, nếu như đây là do người làm, khẳng định có người biết cách đối phó với chiến hồn của mình, cho nên những hồn văn này nhất định không thể lưu lại. Tiêu Phàm híp hai mắt. Sau đó Tiêu Phàm đem tất cả hồn văn bên trong không gian này nhớ hết vào trong đầu, trong bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện, từng đạo kiếm khí chém về bốn phía. Đáng tiếc. Khiến Tiêu Phàm thất vọng là, vách đá chỉ rung động một cái, cho dù là Tu La kiếm cũng không làm được gì. Cái này, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, Tu La kiếm sắc bén như thế nào, vậy mà cả vách đá này đều không chém được, thậm chí ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại. Nhìn kỹ, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, vách đá hắc sắc chất liệu cũng giống như đá màu đen ở Tu La truyền thừa điện, với thực lực của hắn bây giờ căn bản không công phá được. Thôi bỏ đi. U Linh chiến hồn có lẽ thức tỉnh ở chỗ này, nhưng đã được bạch thạch cải tạo, sớm đã không phải U Linh chiến hồn trước đây. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Không phá được vách đá, hắn cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, bỗng nhiên, một cỗ sức mạnh cường đại từ trên vách đá dựng đứng lan ra, sức mạnh này dọa Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía. Phốc, Tiêu Phàm không dám do dự. Chân đạp kiếm bộ nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, một đạo lợi mang sượt qua đầu vai hắn, máu tươi bắn ra. A! À, Tiêu Phàm trợn mắt há mồm, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, rùng mình. Vừa rồi nếu như không phải hắn trốn nhanh thì đã bị sức mạnh phát ra từ vách đá kia giết chết, nghĩ vậy, Tiêu Phàm khó mà bình tĩnh được. Hắn bây giờ có thể tùy ý chém giết chiến đế hậu kỳ, cực kỳ tin tưởng vào thực lực của bản thân. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong không gian hắc ám này lại có sức mạnh có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vách đá hắc sắc, hồn văn đồ vận chuyển, quang mang đại thịnh, một bóng đen từ trong đó nháy mắt bay ra. Nhưng ánh mắt Tiêu Phàm lại tập trung vào mấy bóng đen khác, những bóng đen kia, đều là do hắn vừa mới kích hoạt hồn văn tạo ra. Nhưng giờ phút này, rất nhiều bóng đen bao vây hắn ở giữa, một loại khí tức âm trầm tập trung vào hắn. Tựa như chỉ cần hắn khẽ động, liền lập tức xuất thủ. Tiêu Phàm cảm giác rất nặng nề, những đường vân này, xem ra không chỉ đơn giản dùng để thức tỉnh chiến hồn, nó còn ẩn chứa nguy cơ đáng sợ. Ngón tay Tiêu Phàm nắm chặt bạch sắc ngọc phiến, một kích vừa rồi,
khiến hắn cảm nhận được sự khủng bố của sự công kích của đám bóng đen này, một bóng đen đã có thể khiến hắn bị thương nhẹ. Nếu như bị 7-8 bóng đen này vây công, hắn sao có thể ngăn cản được? Khẽ chuyển ý nghĩ, Tiêu Phàm triệu hoán U Linh Chiến Hồn về, nhưng mà U Linh Chiến Hồn vẫn bất vi sở động, không được, nói cho đúng, thật giống như bị một sức mạnh thần bí nào đó cuốn lại. Thứ có thể giam cầm chiến hồn, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, bây giờ hắn muốn rời đi, cũng chỉ có cách trước hết giải quyết hết đám bóng đen này. Tiêu Phàm trong đầu lóe lên một vài suy nghĩ, thầm nói, sát phạt chi kiếm mặc dù nhanh, nhưng chỉ có thể giết chết một bóng đen, sức mạnh của kiếm chi luật động không đủ để chém giết bọn chúng. Điểm thương, một lúc lâu sau, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng quang mang sắc bén, lưu quang lóe lên, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện tu la kiếm rút ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bàng bạc phá rách chân trời bắn ra, đánh tan hắc ám, xông thẳng về phía xa. Phập 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 ngay sau đó, vô số tiếng xé gió vang lên, mấy bóng đen tựa như tia chớp phóng ra, đánh về phía tia sét kia. Một kiếm này tốc độ vô cùng nhanh, cũng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể thi triển ra một kiếm nhanh như vậy, nếu đổi lại là người khác đoán chừng còn chưa kịp xuất kiếm đã bị mấy cái bóng đen chém chết. Lúc này, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy mấy vệt kiếm khí chớp lóe nổ tung trong không trung, hóa thành vô số kiếm khí xé rách hư không, mấy bóng đen kia bị kiếm khí xuyên thủng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm biến mất, từng đạo sát phạt chi kiếm bắn ra, bắn về phía mấy bóng đen kia. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm gần như hoàn thành trong vòng nháy mắt, mấy bóng đen bị hắn chém giết, thần kinh căng cứng của Tiêu Phàm cũng được buông lỏng. Về phần đường vân kia, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể mặc kệ, với năng lực hiện tại của hắn quả thực không có khả năng hủy diệt. Sau đó, hắn hóa thành một vệt sáng, bay về phía xa, U Linh Chiến Hồn đang ra sức giãy giụa nhưng bị một sức mạnh kéo lại. Thình thịch hắn tới càng gần, tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Tiêu Phàm cũng càng ngày càng căng thẳng, trước đó hắn nghe thấy tiếng tim đập cũng không phải là ảo giác. Lúc hắn tới gần, con người Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại, cách đó không xa, U Linh Chiến Hồn bị khóa chặt trên một vách đá, một bóng đen đáng sợ, đang dương nanh múa vuốt, vây lấy U Linh Chiến Hồn không ngừng kéo lại. Đây là quái vật gì? Tiêu Phàm nheo mắt lại, hồn lực trong nháy mắt bao phủ bóng đen kia, khiến hắn kinh ngạc là thứ đó vậy mà là quái vậy ngưng tụ từ hồn lực. Chẳng lẽ là một chiến hồn? Trong đầu Tiêu Phàm lóe lên một suy nghĩ hoang đường, lần đầu tiên hắn thấy thứ được ngưng tụ từ hồn lực có thể đánh ngang với U Linh Chiến Hồn. Chỉ là khi ánh mắt của hắn quét về phía vách đá bên kia, điều khiến hắn ngạc nhiên là, đường vân trên vách đá đang không ngừng lưu chuyển, còn tỏa ra khí đen. Tiêu Phàm có thể cảm ứng được, U Linh Chiến Hồn giống như là một thể với bóng đen kia, tựa như vốn dĩ thuộc về đường vân này vậy. Đường vân là vật chết. Sao có thể có sự sống được? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, sau đó rất nhanh phản ứng lại, nói, không đúng, nhịp tim kia không phải của bóng đen này. Xoẹt xoẹt, đột nhiên, một tia chớp đỏ ngòm đáng sợ bắn ra từ trong vách đá, màu đỏ vô cùng yêu dị, khiến Tiêu Phàm cảm thấy mắt đau nhói. Nhưng mà nhìn lại, Tiêu Phàm nhìn thấy một trái tim lớn màu đỏ, trái tim đang không ngừng nảy lên, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của nó. Xung quanh chỗ trái tim, có vô số đường vân bao quanh, giống như huyết mạch của nó, nối liền toàn bộ không gian tối tăm. Trái tim, mẹ nó, ta không phải đang ở trong thân thể của một con quái vật nào đó chứ? Tiêu Phàm hít một ngụm khí lạnh, da đầu tê dần. Đạo huyết quang kia bay rất nhanh, nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu, ngay sau đó lại có vô số huyết quang bắn ra từ trong vách đá kia, muốn đuổi giết Tiêu Phàm. Muốn giết ta? Ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng lạnh lẽo, trong mắt xoẹt qua ý cười trào phúng, sau đó chân đạp kiếm, tránh khỏi vô số kiếm khí kia, xông thẳng về phía vách đá. Huyết sát, Tiêu Phàm thực sự tức giận rồi, một thứ vật chết mà thôi cũng muốn giết mình sao? Phập, một tiếng vang giòn, tu la kiếm mang theo một mảnh huyết quang, đâm vào bên trong vách đá, khiến Tiêu Phàm kinh ngạc là vách đá kia cũng chỉ là giả, bị tu la kiếm trong nháy mắt phá vỡ. Căn bản không ngăn cản được sự sắc bén của tu la kiếm. Một đạo máu tươi bắn ra, bắn vào mặt Tiêu Phàm. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm không muốn buông tha trái tim huyết sắc kia, bất hủ ý chí dung nhập bên trong kiếm khí, lan tràn ra khắp nơi. A a a, bóng đen bị U Linh Chiến Hồn thôn phệ đang gào thét,
giống như bị mất đi sức mạnh nguồn vậy, điên cuồng tràn vào trong U Linh chiến hồn. Nhưng ánh mắt Tiêu Phàm lại bị chỗ trái tim huyết sắc hấp dẫn, bất hủ kiếm khí bắn vào, đường vân bên trong trái tim huyết sắc cũng trở lên rõ ràng. Nhưng mà, khiến Tiêu Phàm kinh ngạc là, đường vân đang không ngừng khuếch tán, giống như vô số rễ cây tràn ra tứ phương, một lát sau, liền bao phủ khắp mấy trăm trượng xung quanh. Không gian vốn dĩ tối tăm, trong nháy mắt biến thành đỏ tươi như máu, màu đỏ tươi yêu dị. Tiêu Phàm nhìn bốn phía, hít một hơi lạnh, hắn giống như đang dạo chơi trong một hải dương huyết sắc, cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Lúc Tiêu Phàm cúi đầu nhìn lại, phát hiện Tu La Kiếm đang tại điên cuồng hấp thụ huyết dịch bên trong trái tim huyết sắc, chỉ trong chớp mắt Tu La Kiếm liền đỏ bừng như máu. Chi Chi cũng đúng lúc này, phệ hồn huyết tầm bên trong hồn hải của Tiêu Phàm cũng có chút xáo động, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy U Linh chiến hồn đang điên cuồng thôn phệ bóng đen, Tiêu Phàm rốt cuộc không còn chút do dự nào nữa, trực tiếp triệu hoán phệ hồn huyết tầm ra, sau đó xông thẳng về phía trái tim huyết sắc kia. Chỉ một thoáng sau, bốn phía nổi lên một loạt tiếng nổ của hồn lực bành trướng điên cuồng tràn vào trong người U Linh chiến hồn cùng phệ hồn huyết tàm, cuối cùng tiến vào bên trong hồn hải của Tiêu Phàm. Ầm ầm, gần như đồng thời, không khí bỗng nhiên rung chuyển, Tiêu Phàm có chút đứng không vững, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mảnh không gian này bắt đầu bị phá thành từng mảnh nhỏ. Quảng trường chiến hồn học viện hơn 2.000 tu sĩ. Còn ở lại trong ảo ảnh chiến hồn điện không còn mấy, theo thời gian trôi qua, đám người trở nên căng thẳng hơn. Sắp qua thời gian một nén nhang, chỉ còn chưa đến 100 người vẫn chưa đi ra, chỉ cần có thể kiên trì thời gian một nén nhang, cho dù đến chiến hồn điện cũng coi là một thiên tài. Đúng vậy, đáng tiếc ta chỉ thiếu một chút xíu nữa liền có thể kiên trì thời gian một nén nhang, hỏa diễm thế giới ta vào kia quá là đáng sợ, lại có thể nung luyện hồn hải của ta. Nếu như không phải ta bóp nát ngọc phiến nhanh, có thể sẽ bị thiêu chết. Khảo nghiệm của mỗi một người đều không giống nhau, ảo ảnh chiến hồn điện này đúng là rất kỳ diệu, ta thiếu chút nữa bị lạnh chết, cuối cùng cũng không kiên trì nổi. Mấy người chúng ta xem như là tốt lắm rồi, có người tiến vào kiếm giới, từng miếng thịt trên người bị cắt đứt, thiếu chút nữa vì đổ máu quá nhiều mà chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người mới từ trong ảo ảnh chiến hồn điện đi ra. Bây giờ vẫn còn lo lắng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Đại đa số đều trải qua cửu tử nhất sinh, tận đến lúc chuẩn bị tử vong mới bóp nát miếng ngọc bạch phiến. Hơn nữa đến lúc này bọn họ vẫn không biết những việc mình trải qua rốt cuộc là chân thực hay là huyễn cảnh, nhưng những cảm giác này không có chút giả dối nào cả. Khảo nghiệm này, không chỉ có khảo nghiệm ý chí của một người, còn khảo nghiệm thực lực của người đó. Mặc dù thời gian không tương ứng, nhưng là từ một phương diện nào đó mà nói, khảo hạch này lại là công bằng, bởi vì thứ mọi người gặp phải đều là thứ sâu trong nội tâm mỗi người kiêng kỵ nhất. Còn 20 người rất nhanh có thể kiên trì thời gian một nén nhang, lần này quả nhiên mạnh hơn không ít so với lần trước. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng nhìn chằm chằm ảo ảnh chiến hồn trên quảng trường, Kiếm Hoàng hơi hơi kích động nói. Mặc dù chiến hồn học viện Đại Ly Đế Triều chỉ có chừng 50 người tham gia khảo hạch, nhưng có thể có 20 người kiên trì đến hiện tại đã chiếm 1/5 số tu sĩ còn lại. Quan trọng nhất là, chiến hồn học viện Đại Ly không có một người nào bị đào thải, 50 người toàn bộ thông qua sơ tuyển. Hỏa Hoàng hài lòng vuốt vuốt sợi râu, trường bào hỏa hồng bay bay, như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Không biết cửu đế tử, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên có thể kiên trì bao lâu, đúng rồi. Còn có Tiêu Phàm, nếu như có thể quét hết bát đại chiến hồn học viện là tốt nhất. Đoán chừng khó đấy, ba người chỉ Thu Tuyết, Công Tôn Kiếm cùng Lôi Thương Hải cũng không phải tầm thường, dù là ở Đại Ly Đế Triều cách khá xa, ta cũng đã được nghe được uy danh của bọn họ, chỉ cách chiến đế cảnh một bước, bọn hắn tùy thời đều thể đột phá một bước này. Ánh mắt tu sĩ Đại Ly sáng quắc nhìn chằm chằm ảo ảnh chiến hồn điện, không ít người hy vọng Tiêu Phàm có thể lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng là vẫn có không ít người không coi trọng Tiêu Phàm. Dù sao, lần này sơ tuyển này toàn thiên tài, không chỉ có riêng người của Đại Ly Đế Triều. Tiêu Phàm thực lực không tệ, trong thế hệ cùng trang lứa ở Đại Ly Đế Triều không có địch thủ, nhưng ở Nam Vực, cũng không tính là gì, nếu như tiến vào Thánh Thành, vậy thì càng không cần nhắc đến. Đương, đột nhiên, một tiếng chuông vang lên, đám người biết rõ,
đây là thời gian một nén nhang đã đến, những người vẫn còn trong ảo ảnh, nếu không phải là thiên tài, thì chính là do không kịp bóp nát ngọc thạch nên đã chết. Giang lão, lần này thực lực quả thực không yếu, còn lại 64 người có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Một tu sĩ áo bào trắng đứng sau Giang Trường Thanh mở miệng nói. Giang Trường Thanh khẽ vuốt cằm, trong lòng hơi hơi trầm ngâm, có thể kiên trì thời gian một nén nhang, cho dù ở chiến hồn điện cũng coi là thiên tài, xem ra, những vùng đất nghèo này cũng không thể khinh thường được. Sắc mặt của Thiên Hương bà đang đứng bên cạnh Giang Trường Thanh không dễ nhìn cho lắm, sát khí thỉnh thoảng lóe lên trong đáy mắt, trong lòng lạnh giọng nói, vậy mà kiên trì được thời gian một nén nhang. Tiêu Phàm, xem ra ta càng thêm không thể tha cho ngươi. Bất luận như thế nào cũng không thể để cho ngươi còn sống đi đến Vô Song Thánh Thành. Tiêu Phàm nào có biết rõ, Thiên Hương bà lại đang nghĩ trăm phương ngàn kế để giết hắn, nhưng mà hắn cũng chẳng có chút lo lắng nào. Ngược lại Diệp Lâm Trần cách đó không xa lại là mị mị hai mắt, trong lòng khẽ nói, có thể kiên trì thời gian một nén nhang, coi như không tệ, cũng không phải thứ tầm thường. Với thân phận của Diệp Lâm Trần, hắn sở dĩ sẽ đi đến chỗ này chỉ là muốn nhìn xem Tiêu Phàm đã trưởng thành đến mức độ nào mà thôi. Nếu như Tiêu Phàm đủ mạnh, Diệp Lâm Trần tất nhiên sẽ để hắn lấy tiểu ma nữ, nếu như không đủ mạnh, Diệp Lâm Trần thậm chí chuẩn bị âm thầm xử lý Tiêu Phàm. Chí ít hiện tại xem ra, Tiêu Phàm vượt qua dự liệu của hắn, nhưng mà vẫn còn chưa đủ tư cách cưới tiểu ma nữ. Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra từ ảo ảnh chiến hồn điện, giống như sấm sét. Cả tòa ảo ảnh chiến hồn điện đều là khẽ rung lên. Ngay sau đó, một thanh niên trần nửa thân trên, toàn thân máu me đầm đìa bay ra, rơi rầm một cái xuống mặt đất, vô số đường vân bắn về phía bốn phương tám hướng. Xung quanh quảng trường, vô số bụi bặm bắn lên, tiếng vang cực lớn trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, đa số tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. 2000 người trước đó lúc rời khỏi chiến hồn điện, đều bình thường. Căn bản không gây ra tiếng vang lớn như vậy, vì sao người này có thể như vậy chút? Quan trọng nhất là, vừa rồi một ít người đều thấy được rõ ràng, bóng người kia toàn thân máu me đầm đìa, giống như chân chính đại chiến một trận, khác biệt hoàn toàn so với những người khác. Khụ khụ lúc này, một tiếng ho khan truyền đến, ngay sau đó một bóng người đi ra từ trong bụi bặm, quần áo dính máu tươi đã biến mất, đổi thành một thân trường bào màu đen, mái tóc dài màu đen bay bay trong không khí. Phiêu giật tao nhã, không ít người còn cho là mình mắt mờ. Tiêu Phàm, tu sĩ Đại Ly trong nháy mắt nhận ra người này, kêu lên sợ hãi, bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Tiêu Phàm là thiên tài số 1 số 2 của Đại Ly Đế Triều, sao có thể chỉ kiên trì được thời gian một nén nhang? Có một số người, trước chiến hoàng cảnh, đột phá cực nhanh, sau khi đột phá chiến hoàng cảnh, lại chẳng thể đột phá thêm được nữa, chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Cũng đủ để chứng minh, Tiêu Phàm chỉ là thiên tài bình thường, hắn muốn đột phá chiến đế cảnh đoán chừng rất khó. Đám người có người âm thầm mở miệng, nhìn về phía Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Người này chính là đệ nhất thiên tài trong miệng đám người Đại Ly. Chỉ kiên trì được thời gian một nén nhang. Ha ha, thật đúng là vô cùng mất mặt. Các tu sĩ đế triều khác khinh thường giễu cợt nói. Mới chỉ một nén nhang trôi qua sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Những người kia giọng nói tuy nhỏ, nhưng Tiêu Phàm lại nghe được rõ ràng. Cũng chính bởi vì như thế, Tiêu Phàm vô cùng chấn động, trong không gian tối tăm này, hắn hình như đã trải qua mấy tháng, thậm chí mấy năm, nhưng bây giờ lại nói cho hắn biết mới chỉ qua thời gian một nén nhang, điều này bảo hắn làm sao có thể tin tưởng. Tiêu Phàm, người sao lại đi ra? Hỏa Hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm đi qua, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Tiêu Phàm là người mà hắn xem trọng nhất. Vậy mà chỉ kiên trì được thời gian một nén nhang. Đừng nói Hỏa Hoàng không tin, cho dù là Kiếm Hoàng cũng không tin, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm bản thân cũng không tin. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ta bị đá ra. Bị đá ra, Hỏa Hoàng cau mày một cái, ánh mắt lấp lóe, cả mặt đều là vẻ không tin nhìn Tiêu Phàm, giống như đang nói người muốn mượn cớ, cũng nên tìm cái cớ nào hợp lý một chút. Ha ha. Đây chính là đệ nhất thiên tài trong miệng đám người Đại Ly các ngươi, có vẻ như cũng chỉ như vậy mà thôi. Bị đá ra, cũng kiếm một cái cớ hợp lý một chút, theo như ngươi nói, ta cũng bị đá ra, tất cả chúng ta đều bị đá ra, có cần để ngươi tham gia khảo hạch một lần nữa hay không?
ta cũng bị đá ra, nếu như cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ thành công thông qua khảo hạch. Tiếng nói châm chọc, khinh thường trong nháy mắt như bao phủ Tiêu Phàm. Cũng khó trách bọn họ không tin, qua nhiều năm như vậy, Nam vực đại bỉ sơ tuyển đều là như thế, chưa bao giờ có người nói mình bị chiến hồn điện đá ra. Bởi vì đây chẳng qua là huyễn cảnh mà thôi, huyễn cảnh sao có thể đá người được đây? Nghe được lời nói của đám người, Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, bất chi bất giác đi đến bên cạnh Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng, trong đầu hắn hồi tưởng lại hình ảnh mấy giây trước. Lúc Tu La Kiếm, phệ hồn huyết tàm, U Linh chiến hồn điên cuồng thôn phệ trái tim huyết sắc không gian liền bắt đầu bị phá thành mảnh nhỏ, sau đó chậm rãi biến thành hắc sắc. Cũng ngay lúc đó, bên trong hắc ám đột nhiên ngưng tụ thành một bàn chân khổng lồ, Tiêu Phàm còn chưa kịp bóp nát bạch sắc ngọc phiến trong tay thì đã bị sức mạnh này đánh bay. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trên quảng trường, vết máu trên người hắn cũng là của trái tim huyết sắc kia, cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc bốn phía, Tiêu Phàm vội vàng đổi một bộ y phục mới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm mở bàn tay ra, bạch sắc ngọc phiến vẫn còn nằm trong lòng bàn tay, suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm vội vàng thu hồi bạch sắc ngọc phiến. Một màn này, Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng vừa hay nhìn thấy, hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là bị chiến hồn điện đá ra? Hỏa Hoàng nhìn về phía Kiếm Hoàng truyền âm nói. Nếu như Tiêu Phàm tự mình lui ra ngoài, bạch sắc ngọc phiến trong tay hắn hẳn là bị bóp nát mới đúng, nhưng bạch sắc ngọc phiến trong tay Tiêu Phàm lại hoàn hảo không chút tổn hại, điều này ít nhất nói rõ, Tiêu Phàm không phải chủ động đi ra. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, Tiêu Phàm thực sự là bị chiến hồn điện chủ động đá ra. Có lẽ đúng là như vậy. Gia hỏa có thể đã làm chuyện gì đó trời đất không dung, đến chiến hồn điện cũng không dung nạp nổi hắn. Khóe miệng Kiếm Hoàng khẽ giật, hắn cũng tin tưởng lời nói của Tiêu Phàm. Vậy bàn chân khổng lồ màu đen kia là gì đây? Tại sao ta cảm giác từng nhìn thấy ở đâu đó? Tiêu Phàm tất nhiên không biết Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng nghĩ gì, hắn cau mày, trong lòng trầm ngâm. Một lúc sau, Tiêu Phàm bỗng nhiên run lên một cái, toàn thân cảm giác có chút rùng mình. Khí tức mà cái quỷ trảo phát ra trong Tu La cổ địa huyết lâu, không phải giống hệt khí tức bàn chân kia phát ra sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng cuộn sóng, hắn mặc dù không biết quỷ trảo kia là thứ gì, nhưng hắn biết điện chủ tiền nhiệm Tu La điện chính là bị quỷ trảo kia giết chết. Về một phương diện nào đó, cho dù là chủ nhân của quỷ trảo, hay là chủ nhân của bàn chân khổng lồ, đều là kẻ địch của hắn. Khó trách điện chủ tiền nhiệm Tu La điện nhắc nhở ta cẩn thận hai điện khác. Xem ra chiến hồn điện này quả thật có khả năng là kẻ địch của Tu La Điện. Trong lòng Tiêu Phàm thất kinh, cũng nhắc nhở bản thân về sau nhất định phải cẩn thận người chiến hồn điện. Lúc này, Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía ảo ảnh chiến hồn điện, thỉnh thoảng có người bay ra ngoài. Trong những người này, Tiêu Phàm còn nhìn thấy một người quen, chính là thất giả Cố Vũ Hề. Tiêu Phàm không ngờ tới, Cố Vũ Hề vậy mà cũng có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Cố Vũ Hề vững vàng rơi trên quảng trường, khi nàng nhìn thấy Tiêu Phàm đã đứng ở đó, trên mặt rốt cục hiển hiện vui vẻ. Nàng bay lên, rơi xuống chỗ Tiêu Phàm cách đó không xa, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự kiên định nói, Tiêu Phàm, ta rốt cục thắng ngươi một lần. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt không quan tâm, hắn mặc dù không biết những người khác trải qua điều gì, nhưng những gì hắn trải qua, căn bản không liên quan gì đến khảo nghiệm ý chí. Chủ yếu là khảo nghiệm thực lực của hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ của Tiêu Phàm mà thôi, bởi vì hắn không biết, người khác đều là vào huyễn cảnh, chỉ có mình hắn là chân thực thôi. Ngươi không muốn nói chút gì sao? Cố Vũ Hề rất không cam lòng nói, từ khi rời khỏi Kiếm Vương Triều, Cố Vũ Hề cũng giống Tiêu Phàm, gia nhập Chiến Hồn Học Viện. Nàng cố gắng tu luyện, rốt cục trở thành nhân vật nằm trên bảng thiên tài của Chiến Hồn Học Viện. Nhưng Tiêu Phàm vẫn luôn đứng đầu trên thiên bảng chưa từng thay đổi. Bởi vì bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn luôn xếp hạng thứ hai trên bảng thiên tài, toàn bộ Đại Ly Đế Triều, cũng chưa ai có thể dung chuyển vị trí của Nam Cung Tiêu Tiêu, huống chi là Tiêu Phàm còn mạnh hơn cả Nam Cung Tiêu Tiêu. Bây giờ rốt cục thắng Tiêu Phàm một lần, Cố Vũ Hề trong lòng vô cùng sảng khoái, nhưng mà Tiêu Phàm lại không thèm để ý, điều này sao có thể khiến nàng dễ chịu đây? Chúc mừng! Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, từ khi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cùng Đại Yến Vương Triều đánh một trận, Tiêu Phàm chưa từng coi Cố Vũ Hề là đối thủ,
chỉ là mong muốn đơn phương của nàng mà thôi. Với thực lực hiện tại của Tiêu Phàm, giết chết Cố Vũ Hề cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Hừ, thấy Tiêu Phàm hờ hững lạnh lùng, Cố Vũ Hề hừ một tiếng, nghiến răng nói, đến Vô Song Thánh Thành, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Cố lên! Tiêu Phàm gật đầu, giọng nói vô cùng bình tĩnh, giống như người lớn đang khích lệ một đứa bé vậy, Cố Vũ Hề thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. Đáng tiếc nàng nhất định sẽ thất vọng, Tiêu Phàm căn bản không để ý đến nàng, đi đến chỗ Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng, tâm thần liền chìm vào trong thân thể. Bên trong hồn hải, quang mang huyết kim sắc hừng hực, chiếu sáng toàn bộ hồn hải, lấy phệ hồn huyết tàm làm trung tâm, dấy lên một trận dao động hồn lực to lớn. Bát giai trung kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm vui vẻ, tu vi của phệ hồn huyết tàm tiến thêm một bước đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, hắn lại nhiều thêm một con át chủ bài, cho dù là gặp phải cường giả chiến đế trung hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng có thể dùng phệ hồn huyết tàm khống chế. Sau đó, ánh mắt Tiêu Phàm lại dừng lại ở trên người U Linh Chiến Hồn, U Linh Chiến Hồn lơ lửng trong vòng xoáy hồn lực hắc sắc, toàn thân càng ngày càng u sâm, hắc ám. Liếc mắt nhìn một cái, giống như tâm bị hút vào trong đó, quả thực là vô cùng quỷ dị. Không biết trái tim huyết sắc kia rốt cục là thứ gì, vậy mà lại ẩn chứa hồn lực dạt dào như vậy, không chỉ hồn lực của mình đến gần với chiến đế cảnh, phệ hồn huyết tầm cũng đột phá bát giai trung kỳ. Hơn nữa U Linh Chiến Hồn cũng sắp tới bát phẩm đỉnh phong. Trong lòng Tiêu Phàm chấn kinh. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, sức mạnh của Bạch Thạch đã tới cấp độ đáng sợ, trước đó chỉ có thể giúp hai người đột phá cửu phẩm, nhưng hiện tại, đoán chừng không ít hơn 5 người, đáng tiếc còn chưa thôn phệ được 1/10 trái tim huyết sắc kia. Nói đến đây, Tiêu Phàm thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, một trái tim vậy mà ẩn chứa hồn lực cùng năng lượng đáng sợ như thế. Quá dọa người. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng nổi, nếu như đem trái tim kia toàn bộ thôn phệ luyện hóa, hắn sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào, được những gì. Tiêu Phàm, tỉnh, đột nhiên, giọng nói của Hỏa Hoàng cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Phàm cũng từ từ mở hai mắt ra. Hỏa Hoàng, xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm mở hai mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện hư ảnh chiến hồn điện đã biến mất, tu sĩ bốn phía cũng chuẩn bị rời đi. Hỏa Hoàng tức giận liếc Tiêu Phàm, chậm chạp nói, sơ tuyển đã kết thúc. Nhanh như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, tâm thần bản thân vừa đắm chìm trong bên trong hồn hải, có vẻ như không qua bao lâu, làm sao nhanh như vậy đã kết thúc. Bất quá khi hắn nhìn bốn phía, Tiêu Phàm biết Hỏa Hoàng không có nói dối, hơn nữa Hỏa Hoàng cũng căn bản không cần lừa gạt hắn. Ngươi vừa nhập định thì đã qua hơn một canh giờ. Hỏa Hoàng gật gật đầu nói. Một canh giờ, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, lúc này lại nhìn về phía đám người cười hỏi, mọi người thành tích thế nào? Đại ly 54 người, toàn bộ thông qua sơ tuyển, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên kiên trì hơn nửa canh giờ, còn kém thời gian nửa chén trà nhỏ thì đầy một canh giờ, bốn người khác xem như thiên tài cấp độ 3. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Đế Triều Trì Thu Tuyết, Đế Triều Lôi Thương Hải cùng Đại Càn Đế Triều Công Tôn Kiếm, vừa lúc kiên trì một canh giờ. Bốn người xem như thiên tài cấp độ 2. Hỏa Hoàng nói ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tu sĩ Đại Ly cũng là một mặt tự hào, Đại Ly Đế Triều tham gia Nam Vực Đại Bỉ nhân số mặc dù ít nhất, nhưng thành tích này lại rõ như ban ngày. Một khắc khảo hạch kết thúc kia, bát Đại Đế Triều khác rốt cuộc không ai dám khiêu khích Đại Ly Đế Triều. A, à, thiên tài cấp độ 1 là ai? Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Bàn tử thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, chiến ý trùng thiên, ý chí cường đại biết bao, làm sao mới kiên trì một canh giờ. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn từ trong lời nói Hỏa Hoàng nghe ra một tầng ý tứ khác, chính là bàn tử còn không tính thiên tài cấp 1. Nếu như ngay cả bàn tử cũng không tính là cấp 1 thì người nào có tư cách tính là tầng thứ nhất a? Tam ca, là ta, còn có Đại Long Đế Triều Long Vũ. Không đợi Hỏa Hoàng mở miệng. Quan Tiểu Thất một bên đột nhiên nhếch miệng cười nói. Ngươi, Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái, Quan Tiểu Thất có một khỏa xích tử chi tâm, nếu như vẻn vẹn chỉ là khảo nghiệm ý chí mà nói, cái huyễn cảnh này có lẽ thật đúng là khó mà làm gì được hắn. Mặt khác, Long Vũ cũng ở trong dự kiến Tiêu Phàm, Long Vũ thức tỉnh băng tộc huyết mạch, băng tộc mặc dù lãnh huyết vô tình, nhưng cũng là hạng người ý chí cứng cỏi. Đúng vậy, ta kiên trì hai canh giờ.
đáng tiếc vẫn là so ra kém Long Vũ, nàng kiên trì nhiều hơn 2 canh giờ một chút. Quan Tiểu Thất thở dài một hơi, không có đạt được hạng nhất khiến hắn có chút khó chịu. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Lão Tam, ngươi kiên trì bao lâu? Bàn Tử hỏi, thời điểm hắn đi ra liền đã nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở đó, lúc ấy Bàn Tử thập phần không tin, Tiêu Phàm là một tên biến thái mà, mình ở bên trong huyễn cảnh đều có thể kiên trì 1 canh giờ, huống chi là Tiêu Phàm. Ta à, thời gian 1 nén nhang. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. 1 nén nhang, đám người chăm miệng một lời kêu lên, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm. Được rồi, tất cả mọi người yên tĩnh một chút. Đột nhiên, thanh âm Hỏa Hoàng vang lên, trong lòng hắn rõ ràng, Tiêu Phàm là bị chiến hồn điện đá ra, may mắn là Tiêu Phàm cũng coi như thông qua khảo nghiệm. Sau đó con người hắn liếc nhìn một đám tu sĩ đại ly, nói từ mai, các ngươi muốn tiến về Vô Song Thánh Thành, đường về sau phải dựa vào bản thân các ngươi. Buổi trưa hôm nay mọi người đúng giờ tập hợp ở chỗ này tiến về Vô Song Thánh Thành, hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, Hỏa Hoàng tiền bối. Tu sĩ đại ly cung kính gật đầu. Được rồi, thời gian đêm nay mọi người an bài, tản đi. Hỏa Hoàng khoát tay một cái nói. Đám người nhảy cẫng hoan hô rời đi, Hỏa Hoàng lại cho Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất mấy người bàn giao một phen, liền cùng Kiếm Hoàng rời đi. Nhiệm vụ bọn hắn đã hoàn thành, tối nay chuẩn bị trở về Ly Hỏa Đế Đô. Nhìn Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng rời đi, đám người Tiêu Phàm cảm khái không thôi, lần biệt ly này, không biết lúc nào có thể gặp lại lần nữa. Nhị ca, tam ca, chúng ta tìm quán rượu làm một vố lớn, không say không về, thấy thế nào? Quan Tiểu Thất cười nói. Đi, ta mời. Bàn Tử thập phần hào sảng nói. Sau đó, Quan Tiểu Thất, Bàn Tử, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng, Tiểu Kim, Tiểu Minh còn có Sở Phiền vừa chạy tới, quay người rời đi, chỉ có Tiêu Phàm thật sâu nhìn một đạo thân ảnh nơi xa liếc mắt. Thân ảnh kia không phải ai khác, chính là Thiên Hương bà bà. Thiên Hương bà bà đang cùng Giang trưởng lão giảng giải lấy cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Tiêu Phàm. Thiên Hương bà bà chẳng lẽ còn có thể mua trưởng lão chiến hồn điện hay sao? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn cảm giác có chút bất an. Tam ca, đi thôi. Thanh âm Quan Tiểu Thất từ đằng xa truyền đến. Đến đây. Tiêu Phàm đáp một tiếng, liền quay người cùng đi lên, nhưng trong lòng hắn lại hết sức không bình tĩnh. Đám người tìm một gian quán rượu, một mực uống đến đêm hôm khuya khoắt, cũng không biết uống bao nhiêu rượu, trong ánh mắt đám người tràn ngập vẻ chờ mong về Vô Song Thánh Thành. Chờ tiểu gia đến Vô Song Thánh Thành, nhất định ôm nữ nhân đẹp nhất, uống rượu ngon nhất. Quan Tiểu Thất sớm đã say say mềm, đang nói bậy nói bạ, chỉ điểm Giang Sơn. Bàn Tử buồn ngủ, ngồi ở kia lung la lung lay, thậm chí ngay cả Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng 2 người đều gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ôm một cái vỏ rượu, 2 thú uống rượu, một chút cũng không nghiêm túc, mấy người Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử nằm xuống, hơn phân nửa là công lao 2 thú. Ta còn muốn Tiểu Thí Hài Tử Sở Phiền cũng ôm vỏ rượu, đầu nhét trong vỏ rượu, Tiểu Gia Hỏa uống mặt má hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Chỉ có Tiêu Phàm vẫn coi như thanh tỉnh, nhưng có mấy phần men say, ngẩng đầu nhìn về chân trời, chậm chạp nói, tiểu ma nữ, lão đại, không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể gặp lại. Hô, đột nhiên, một vệt sáng từ đằng sau kích xạ đến, xông thẳng đến hậu tâm Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, tại hư không lật nhào một cái, trong tay bắt lấy một mũi tên. Phía trên mũi tên cột một tờ giấy, con người Tiêu Phàm lạnh lẽo liếc nhìn 4 phía, lại không có phát hiện bất luận bóng người nào. Đánh cái ợ rượu, Tiêu Phàm mở giấy ra, lông mày trong nháy mắt vặn thành một chữ xuyên. Trên tờ giấy chỉ có 1 hàng chữ, không muốn Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng chết, mau ra bên ngoài cửa chính phía nam cách Long Hoàng Đế Đô 500 dặm. Hàng chữ này lộ ra một cỗ sát khí đáng sợ, đầu bút lông sắc bén vô cùng, ẩn chứa một cỗ ý chí uy áp, thập phần đáng sợ. Bỗng nhiên, U Linh Chiến Hồn xuất hiện bảo vệ ngoại thân Tiêu Phàm. Tại đầu ngón tay Tiêu Phàm nắm tờ giấy vậy mà tản ra một sợi lục sắc sương mù. Nếu như không có U Linh Chiến Hồn nhắc nhở, một sợi lục sắc sương mù đoán chừng đã bất chi bất giác tiến vào thể nội Tiêu Phàm. Độc, Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một tia sát ý nồng đậm, trong đầu nháy mắt lóe qua một đạo thân ảnh.
Toàn bộ Long Hoàng đế đô, người hiện tại muốn giết hắn cũng không nhiều, dù sao muốn giết hắn nhất chính Hoa gia cũng đã bị diệt tộc, bây giờ muốn Tiêu Phàm hắn chết chỉ có Lôi gia và Thiên Hương bà bà. Lôi gia mặc dù muốn cho Tiêu Phàm chết, nhưng bọn hắn cho dù có năng lực cũng không nhất định dám động đến Tiêu Phàm. Nhưng Thiên Hương bà thì chưa chắc, chính nàng am hiểu độc dược, trước đó Tiêu Phàm nhìn thấy một màn nàng cùng Giang Trường Thanh châu đầu ghé tai. Sở Thiên Hương, vừa vặn ta cũng muốn tìm ngươi đây. Trong lòng Tiêu Phàm hàn quang bắn ra bốn phía, sát cơ lộ ra. Tiểu Kim, Tiểu Minh, các ngươi lưu ở chỗ này bảo hộ bọn hắn. Tiêu Phàm để lại một câu nói, bỗng tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm rất nhanh liền rời Long Hoàng đế đô, gió đêm lạnh lẽo, Tiêu Phàm chính choáng biến mất không ít, còn người băng lãnh tới cực điểm. Nếu như Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đều phải chết. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Hắn biết trong chuyện này vô cùng có khả năng có bóng dáng Chiến Hồn Điện Giang trưởng lão, một Thiên Hương bà Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Thậm chí, hắn cũng tin tưởng Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng hai người cũng tuyệt đối không có khả năng bị Thiên Hương bà đánh lui, trừ phi Chiến Hồn Điện Giang trưởng lão xuất thủ. Bởi vì lấy thực lực Tiêu Phàm bây giờ cũng nhìn không thấu Giang trưởng lão. Lúc Tiêu Phàm rời đi một sát na kia, bên trong một tòa tiểu viện Chiến Hồn Học Viện, Giang trưởng lão mị mị hai mắt, nói cũng được, vừa vặn không cần ta xuất thủ. Giang trưởng lão, sự tình gì còn làm phiền ngài tự mình xuất thủ. Một nam tử trung niên áo bào trắng đi đến sau lưng Giang trưởng lão, cung kính nói. Không có gì, một chút việc nhỏ mà thôi. Giang trưởng lão nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Cách đó không xa, Diệp Lâm Trần cau mày một cái nhìn Giang trưởng lão, lặng yên biến mất ở trong sân. Rời cửa nam, Tiêu Phàm một mực duy trì một phương hướng phi hành, mặc dù hắn không biết tin tức kia thật hay giả, nhưng vì an nguy Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng, Tiêu Phàm không dám trễ nải. 500 dặm khoảng cách đối với Tiêu Phàm bây giờ mà nói cũng chỉ thời gian một chén trà mà thôi, rất nhanh, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở chỗ sâu mảnh sơn mạch U Sâm. Đánh giá khắp nơi cũng không có phát hiện sự tình kỳ lạ, sau đó, hồn lực Tiêu Phàm lặng yên phóng thích, ở xung quanh điều tra một lần, nhưng vẫn thập phần bình tĩnh. Chẳng lẽ có người cố ý đùa nghịch mình, lừa gạt tự mình tiến tới nơi này để làm gì? Điệu hổ ly sơn, mục tiêu đối phương là bọn lão nhị. Tiêu Phàm biến sắc, bỗng nhiên quay người hướng về Long Hoàng đế đô bay đi. Hô, cũng đúng lúc này, mấy đạo lợi mang từ trong cổ lâm bắn đến, tốc độ cực nhanh như chớp lóe, Tiêu Phàm cũng phản ứng cực nhanh, chân đạp lưu quang trích tinh bộ trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy chục trượng. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, lại có từng đạo đao quang kiếm ảnh từ trên cao đáp xuống, đem hư không bốn phía Tiêu Phàm phong tỏa ngăn cản, hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Thời gian nháy mắt, vô số kiếm khí đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó, chiến kỹ quang mang chói lọi mà sáng chói đem hắc ám thiên không chiếu sáng vô cùng. Oanh, một cỗ hồn lực đáng sợ phong bạo lôi xé hư không, dung chuyển sơn nhạc, hư không đều kịch liệt run rẩy, ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía, lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trong phong bạo. Thực lực hắn dạng này cũng có thể giết ra chủ Lôi ra. Một thanh âm u lãnh vang lên. Nói chuyện là lão giả khô gầy áo xám. Hắn đứng sừng sững giữa không trung, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió lớn quét bay. Hắn thấy, Tiêu Phàm đã chết dưới ám tập lúc nãy, mấy chiến đế đồng thời xuất thủ, một chiến hoàng cảnh như thế nào có thể ngăn cản được. Lôi lão, người cũng đừng xem thường Tiêu Phàm, hắn hẳn sẽ không chết. Lại một thanh âm vang lên, một bà lão chống gậy đi đến bên cạnh áo xám lão giả nói. Bà lão không phải ai khác, chính là Thiên Hương bà, Tiêu Phàm suy đoán xác thực không sai, lần này kế hoạch diệt sát Tiêu Phàm chính là Thiên Hương bà xúi dục. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, Lôi gia vẫn còn có cao thủ dạng này, thực lực áo xám lão giả dù là cùng Lôi Vũ so sánh, chắc chắn mạnh hơn. Còn chưa chết, lão giả áo xám nếp nhăn mí mắt chen đến một chỗ như cây khô, mặt hắn không biểu tình, chỉ có con ngươi cực kỳ sắc bén. Giống như hai thanh bảo kiếm sắc bén. Ngươi rất hy vọng ta chết sao? Đúng lúc này, một đạo kiếm khí băng lãnh từ trong hư vô nhô ra, xông thẳng đến ngực lão giả khô gập, tốc độ như thiểm điện, bên trong kiếm khí tản ra một cỗ sát phạt chi lực đáng sợ. Cùng lúc đó,
một đạo thân ảnh áo đen tiến vào trong tầm mắt lão giả áo xám và Thiên Hương bà, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Tự tìm cái chết, thanh âm gầm thét cuồn cuộn từ trong miệng lão giả áo xám thốt ra, sau đó hắn chậm rãi nâng tay phải lên, bên trong trường lực ẩn chứa vô tận lực lượng lôi điện, từng đạo lôi điện lao thẳng tới Tiêu Phàm. Một trường này bắt đầu rất bình thản, nhưng lại kinh thiên động địa, trường phong khiến cơ thể Tiêu Phàm hơi run rẩy một cái, da thịt bị xé mở. Chiến đế hậu kỳ, Tiêu Phàm sầm mặt lại, tại hư không lật một cái, nhanh chóng lui ra phía sau, vững vàng rơi cách đó hơn trăm trượng. Quả nhiên còn chưa có chết, ngược lại là có chút thực lực, khó trách có thể giết chết Lôi Vũ. Lão giả áo xám đứng chắp tay nhìn Tiêu Phàm phía xa thản nhiên nói. Ánh mắt tràn ngập hờ hững, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tựa như thế gian này không có cái gì có thể dẫn ra cảm xúc của hắn. Hỏa hoàng và kiếm hoàng đâu? Tiêu Phàm tựa như căn bản không nghe được lời nói áo xám lão giả, còn người băng lãnh nhìn chằm chằm Thiên Hương bà. Bây giờ còn đang nghĩ đến hai người bọn hắn, Tiêu Phàm, không biết ngươi là ngốc hay là đáng yêu, bất quá tất cả cũng không quan trọng, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Thiên Hương bà cười lạnh nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, còn người liếc nhìn bốn phía, đâu đâu cũng có thân ảnh, hồn lực quét mắt một vòng, vậy mà đến 20, 30 tên, trong đó còn có 6 cường giả chiến đế. Trong lòng hắn cười lạnh không thôi, hắn chỉ là một tên tu sĩ chiến hoàng cảnh vậy mà kích động hơn 20 chiến hoàng, 6 chiến đế, thế này cũng quá xem trọng bản thân hắn rồi. Chỉ bằng chút người các ngươi thế này, còn chưa đủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, theo người khác, hắn có thể giết chết Lôi Vũ có lẽ bởi vì Tiểu Kim hỗ trợ. Nhưng bản thân Tiêu Phàm lại hết sức tự tin, nếu như triển khai toàn bộ chiến lực, cho dù hắn một mình một người cũng có thể chém giết Lôi Vũ. Thực lực hắn hiện tại cách chiến đế cảnh chỉ một tầng giấy mà thôi, trong nháy mắt liền có thể đột phá. Giết hắn. Con người lão giả áo xám lạnh lẽo tựa như căn bản không muốn cùng Tiêu Phàm nói thêm cái gì. Hắn chỉ muốn Tiêu Phàm chết. Giết, gầm thét một tiếng, chừng 30 đạo thân ảnh xông thẳng đến Tiêu Phàm, trong đó 5 đại cường giả chiến đế xông vào hăng nhất, lực lượng lôi điện ý chí đáng sợ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Quanh thân Tiêu Phàm phát ra từng đợt thanh âm lốp bốp, sau một khắc đã có một cỗ kiếm khí bế nghĩa thiên khung từ trên người hắn bạo phát ra, kiếm khí gào thét, cả người Tiêu Phàm tựa như một chuôi thần kiếm sắp ra khỏi vỏ, lôi điện chi lực quanh thân đều bị ngăn cản bên ngoài. Lôi điện chi ý cùng lôi điện ý chí, xem ra đều là người lôi ra. Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi, lạnh giọng nói, hoa ra rất nhanh sẽ là tấm gương lôi ra, vừa vặn, ta cũng thu hồi điểm lợi tức. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm bỗng nhiên bắn ra, vô tận kiếm khí bạo phát, tay hắn xách tu la kiếm, khí thế tăng vọt, hướng mấy chục người lôi ra đánh tới. Mẫu thân Tiểu Kim chết cũng bởi vì lôi ra gián tiếp tạo thành, một ngày nào đó. Tiểu Kim sẽ giết đến tận lôi ra, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không do dự. Đại Long Đế Triều lôi ra hoặc nhiều hoặc ít cùng Vô Song Thánh Thành lôi ra có một chút quan hệ, hơn nữa bọn hắn cũng muốn giết mình, Tiêu Phàm tự nhiên không có lưu tình chút nào. Đột phá đến cảnh giới bây giờ, thì cốt dưới chân Tiêu Phàm đã chồng chất như núi, thêm mười mấy người lôi ra cũng không nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất là trong lòng Tiêu Phàm rất lo lắng an nguy bọn Tiểu Kim và Bàn Tử. Hắn không thể không tốc chiến tốc thắng. Tối nay, nhất định là một đêm đổ máu. Tiêu Phàm đưa tay chém ra một kiếm, một chiến hoàng cảnh lôi ra đầu một nơi thân một nẻo, bị một kiếm chém giết, mà đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Oanh, Tiêu Phàm trực tiếp một quyền đánh vào đầu vai một người khác, tiếng răng rắc truyền ra, người kia kêu thảm một tiếng, xương vai trong nháy mắt sụp đổ, xương vỡ bay tứ tung. Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra. Bắn vào bên trong nhân thể, sát phạt kiếm khí trong nháy mắt đem lục phủ ngũ tạng người kia rảo sát hầu như không còn. Việc đã đến nước này, Tiêu Phàm đã không có bất kỳ cái gì lưu tình, còn người hắn băng lãnh tới cực điểm, tựa như những người trước mắt hắn đều là củ cải rau xanh, không có bất kỳ cái gì thương hại. Đối với người muốn giết mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là một kiếm chém chết, không để lại hậu hoạn. Trước đó mặc dù giết Lôi Vũ và Lôi Hải, Tiêu Phàm coi là không cần thiết đem việc này giận chó đánh mèo lên lôi ra, nhưng Tiêu Phàm hiện tại biết sẽ có ít người vĩnh viễn không biết cảm ơn, sẽ chỉ nhớ kỹ cửu hận. Tiểu tử, người thật là ác độc,
Nạp mạng đi, một vị chiến đế lôi ra một quyền đánh phía sau lưng Tiêu Phàm, lôi điện ý chí mang theo một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt xông thẳng não hải Tiêu Phàm. Thật ác độc sao, Tiêu Phàm không hề cảm thấy có bao nhiêu hung ác, lôi ra ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn chờ các ngươi giết hay sao? Đã nói ta hung ác, ta liền hung ác cho ngươi xem. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, hắn dắt lấy đầu vai người kia xông ra mấy chục trượng, đôi mắt quét về phía chiến đế cường giả, sau đó hồn lực ngưng tụ thành một to lớn bàn tay, nhẹ nhàng bóp, người kia trong tay hắn đột nhiên nổ tung lên. Đường đường chiến hoàng cảnh đỉnh phong trong tay Tiêu Phàm lại tựa như một con run rế, tiện tay có thể giết. Những chiến hoàng cảnh đó thấy thế đều hít một hơi lạnh, bọn hắn coi Tiêu Phàm cũng không gì hơn cái này, thật không nghĩ đến vậy mà cường hãn như vậy, khó trách có thể chém giết gia chủ bọn hắn. Chiến hoàng cảnh lui ra phía sau, năm người các ngươi liền có thể giết hắn. Nơi xa, lão giả áo xám lôi ra cau mày một cái, mấy chiến hoàng cảnh lôi ra chết, hắn căn bản không để ở trong mắt. Không thành chiến đế, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Ở trong mắt lão giả áo xám, những người này cũng chính là pháo hôi dùng để thăm dò thực lực Tiêu Phàm mà thôi, chỉ là những chiến hoàng cảnh đó liền tư cách thăm dò thực lực Tiêu Phàm đều không có, cũng không có tất yếu dùng đến bọn hắn nữa. Đương nhiên, lão giả áo xám vẫn không tin Tiêu Phàm có thể chính diện chém giết chiến đế cảnh hậu kỳ, năm chiến đế, có hai chiến đế trung kỳ, ba chiến đế sơ kỳ, dù là chiến đế hậu kỳ cũng có thể chiến một trận, vừa vặn để năm người bọn hắn đến sò xét thực lực Tiêu Phàm. Ta còn không để các ngươi đi. Khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, nếu như đã động thủ cũng không cần phải để lại lối thoát, những người này muốn giết hắn, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha bọn họ đâu. Kiếm chi luật động, Tiêu Phàm quát nhẹ, tu la kiếm rung động, một đạo bạch sắc quang mang lấy hắn làm trung tâm dập dần hiện ra, trong nháy mắt bao phủ 200 trượng xung quanh. Lấy thực lực Tiêu Phàm bây giờ, toàn lực thi triển kiếm chi luật động uy lực đã đạt tới thất phẩm chiến kỹ đỉnh phong, hơn nữa đây cũng là chiêu có uy lực cường đại nhất trong tất cả kỹ năng diện rộng của Tiêu Phàm. Mặc dù giết không chết chiến đế, nhưng thực lực phía dưới hoàng phủ chiến hoàng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Phốc phốc phốc, từng đóa huyết hoa tại hư không nở rộ, không ngừng chiếu xuống, ngay sau đó truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, hơn 20 tu sĩ chiến hoàng cảnh lôi ra trong nháy mắt phân thây. Tay cụt chân cụt trong hư không rơi xuống mặt đất. Cái này, 20, 30 cường giả lôi ra trong nháy mắt chỉ còn lại 5 cường giả chiến đế cảnh, bọn hắn thấy cảnh này cũng phải hít một hơi lạnh. Một kích miểu sát hơn 20 chiến hoàng cảnh, dù là 5 người bọn hắn cũng làm không được. Nơi xa, Thiên Hương bà cùng lão giả áo xám cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá lão giả áo xám lại rất nhanh bình tĩnh xuống, sát khí nặng nề nói tiểu tử này phải chết. Nghe áo xám lão giả nói, trong lòng Thiên Hương bà vui vẻ, nàng ước gì Tiêu Phàm chết, đáng tiếc chính nàng làm không được, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người áo xám lão giả. Nhìn chăm chú Tiêu Phàm, Thiên Hương bà thầm nói, xem ra độc dược trên tờ giấy kia không có tác dụng đối với hắn. Lôi ra, đừng khiến ta thất vọng. Bên ngoài một ngọn núi cao trong cổ lâm, Diệp Lâm Trần một bộ áo bào trắng đứng sừng sững trong đó, nhàn nhạt nhìn phía xa. Đột nhiên đôi mắt cũng hơi hơi rung động một cái, chậm chạp nói, một kiếm chém giết hơn 20 chiến hoàng cảnh, vì sao hắn bên trong chiến hồn điện chỉ kiên trì thời gian một nén nhang. Diệp Lâm Trần cũng vì thực lực Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hắn càng thêm không hiểu, thực lực Tiêu Phàm dạng này. Không nói bên trong chiến hồn điện chờ đủ một canh giờ, nhưng khẳng định không chỉ là một nén nhang chứ. Rất nhanh Diệp Lâm Trần liền khôi phục bình tĩnh, lần nữa nhìn chiến đấu phía xa. Nên đến các ngươi. Tiêu Phàm tay cầm tu la kiếm, nhe răng cười nhìn 5 người còn lại tựa như vừa mới giết chết hơn 20 người lôi ra chỉ là làm một việc không có ý nghĩa. Ngũ đại cường giả chiến đế đối diện toàn thân khẽ run, đối mặt một chiến hoàng cảnh bọn hắn còn chưa bao giờ sợ hãi. Hiện tại là lần thứ nhất. Giết hắn, một chiến hoàng cảnh mà thôi, 5 người chúng ta còn giết không được hắn hay sao? Trong đó một cường giả chiến đế lấy lại tinh thần, một đạo kiếm khí ẩn chứa lôi điện ý chí gào thét đánh xuống, kiếm cương mấy chục trượng đem hư không đều một phân thành hai. Giết, 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 mặt khác 4 cường giả chiến đế cảnh khác cũng đồng thời xuất thủ, ngũ đại chiến đế liên thủ, lôi điện ý chí đáng sợ tập trung cùng một chỗ. Khiến hồn lực thể nội Tiêu Phàm sao động vô cùng, thiếu chút nữa thì phá thể mà ra.
Nói đến cùng hắn vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh, đối mặt năm cường giả chiến đế, áp lực hắn chịu cũng rất lớn, nếu đổi lại một người khác đoán chừng cũng sớm đã bị lôi điện ý chí nghiền ép chết. Chiến đế cảnh rất mạnh à, cũng không phải chưa có giết qua. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nhìn năm người đối diện, khóe miệng hiện ra một tia khinh thường, sau đó hít sâu một cái nói, không sai biệt lắm. Sau một khắc, hồn lực cuồn cuộn hướng về bốn phương tám hướng dập dần ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, giống như hồng thủy vỡ đê, uy thế ngập trời. Ngay sau đó, thiên địa linh khí bốn phía mãnh liệt mà tới, tất cả đều rót vào bên trong thể nội Tiêu Phàm, sau lưng hắn thoáng hiện một đạo bóng đen to lớn, dương nanh múa vuốt, cuồng bá vô biên, lạnh lẽo đến cực điểm. Đây là chiến hồn gì? Trong đó một chiến đế cảnh không khỏi run lên một cái. Nhanh giết chết hắn, hắn chuẩn bị đột phá chiến đế cảnh. Nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm gầm thét thiên hương bà, bọn hắn còn không biết Tiêu Phàm đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng thiên hương bà rất rõ ràng, Tiêu Phàm chiến hoàng cảnh liền có thể giết chết Lôi Vũ, nếu để cho hắn đột phá chiến đế cảnh sẽ đáng sợ đến thế nào đây? Đám người Lôi gia mặc dù thập phần khó chịu thiên hương bà vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được lực lượng đáng sợ trên người Tiêu Phàm. Cỗ lực lượng này đủ để uy hiếp tính mạng bọn họ. Người chưa đến, lôi điện ý chí đã công kích tới, quanh thân Tiêu Phàm trải rộng từng đạo lôi đình chi lực, không ngừng oanh kích vào Tiêu Phàm, quanh thân Tiêu Phàm hào quang rực rỡ vô cùng, giống như một mặt trời thu nhỏ. Đồng thời, năm người cũng nhao nhao triệu hồi ra chiến hồn, uy lực lần nữa tăng nhiều, đừng nói một chiến hoàng cảnh, dù là một chiến đế cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể chịu được. Không thể không nói, ngũ đại chiến đế cường giả lôi đình chi lực thật đúng là vô cùng đáng sợ, thân thể Tiêu Phàm đều kịch liệt run rẩy, tựa như tùy thời đều tiếp nhận không được. Tiêu Phàm, thực lực ngươi đủ để tự ngạo, đáng tiếc ngươi phải chết. Nơi xa, thiên hương bà kích động hét lớn. Trạng thái Tiêu Phàm căn bản kiên trì không bao lâu, cũng không cần nàng xuất thủ, nếu như Tiêu Phàm chỉ có thực lực dạng này, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Ngũ đại chiến đế Lôi gia nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm cũng đều lộ ra một tia cười lạnh, lôi điện ý chí bên trong ẩn chứa rất nhiều ý chí, cũng coi là lực lượng cực kỳ cường hoành, như thế nào lại dễ dàng ngăn cản như vậy. Suy suy nhưng mà ngay lúc này, một cỗ kiếm khí đâm rách chư thiên tuyệt thế từ trên người Tiêu Phàm thả ra. Sắc mặt ngũ đại chiến đế Lôi gia đột nhiên đại biến, kiếm khí đáng sợ kia dường như muốn đem bọn hắn xé rách. Trong chớp mắt, bọn hắn liền cảm nhận được lực lượng bản thân là nhỏ bé cỡ nào, lôi điện ý chí bị nghiền ép hoàn toàn. Dù là thiên hương bà cùng Lôi gia lão giả nơi xa, thậm chí Diệp Lâm Trần càng xa xôi, tất cả cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mấy người đồng thời nói, bất hủ kiếm đạo ý chí. Tất cả ý chí bên trong kiếm đạo. Mấy loại kiếm đạo ý chí lĩnh ngộ khó khăn nhất lại bị hắn lĩnh ngộ. Nụ cười trên mặt thiên hương bà trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Hắn phải chết, lôi ra lão giả áo xám ngữ khí băng lãnh, thực lực Tiêu Phàm quá cường đại. Vừa dứt lời, lão giả áo xám liền biến thành một đạo tia chớp phóng tới bên trong chiến đoàn. Nhất trọng bất hủ kiếm đạo ý chí vậy mà đã đạt tới đỉnh phong, hắn một mực áp chế tu vi. Diệp Lâm Trần kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Cho tới nay, hắn đều không để ý Tiêu Phàm, hắn cho tới bây giờ đều không biết tiểu ma nữ nhớ Tiêu Phàm vì cái gì, đệ tử biên hoang tiểu thành, muốn gia cảnh không có gia cảnh, muốn thiên phú không có thiên phú. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Lâm Trần một mực không muốn để tiểu ma nữ cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ, hắn sở dĩ cùng đến cũng chuẩn bị để Tiêu Phàm biết khó mà lui, nếu như Tiêu Phàm không nghe khuyến cáo, hắn cũng chuẩn bị chém giết Tiêu Phàm. Bởi vì theo Diệp Lâm Trần, Tiêu Phàm hoàn toàn không xứng với tiểu ma nữ, tiến về thánh thành cũng chỉ bị người nhạo báng cùng trào phúng mà thôi, căn bản không tư cách cùng mấy người cạnh tranh. Trước đó nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc thực lực Tiêu Phàm, hơn một năm thời gian ngắn ngủi vậy mà đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù đặt ở vô song thánh thành cũng được coi là thiên tài rồi. Bất quá, Diệp Lâm Trần vẫn không coi trọng Tiêu Phàm, dù sao một người muốn đột phá rất đơn giản. Mấu chốt là cơ sở vững chắc mới có thể đi càng xa. Nhưng hiện tại, Diệp Lâm Trần mới phát hiện bản thân quá xem thường Tiêu Phàm, một kẻ có thể hơn một năm thời gian ngắn ngủi đột phá chiến đế cảnh có lẽ không tính là gì, nhưng có thể lĩnh ngộ bất hủ kiếm đạo ý chí, không phải người bình thường có thể làm được.
chỉ bằng vào lĩnh ngộ bất hủ kiếm đạo ý chí cũng đủ để cho Tiêu Phàm cùng thiên tài vô song thánh thành so sánh. Nam nhân tiểu ma nữ coi trọng cũng không phải là một đầu trùng, mà là một đầu tiềm long. Huyết sát, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng đem tâm thần Diệp Lâm Trần kéo trở về, nơi xa, Tu La kiếm cầm trong tay tại hư không vạch một cái, một đạo huyết sắc lợi mang phóng lên tận trời, hiện lên hình cung từ vị trí Tiêu Phàm bắn ra. Ngũ đại chiến đế cảnh lôi ra chỉ cảm thấy phía sau sinh ra một cỗ ý lạnh, động tác trên tay tựa như trở nên có chút cứng ngắc, nhất là huyết sắc lợi mang phía trước hai người, bọn hắn muốn đi lại phát hiện hai chân không nghe sai khiến. Kiếm đạo ý chí căn bản không phải mặt hàng cấp thấp. Nếu như bọn hắn biết, Tiêu Phàm không lĩnh ngộ vẻn vẹn chỉ là bất hủ kiếm đạo ý chí, mà là bất hủ ý chí, vậy liền không chỉ là chấn kinh đơn giản như vậy. Bất hủ ý chí LA ý chí không thuộc tính, lấy thiên phú Tiêu Phàm hòa vào thân kiếm chính là bất hủ kiếm đạo ý chí, hòa vào trên đao chính là bất hủ đao đạo ý chí. Phốc phốc, hai đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, hai cường giả chiến đế cảnh lôi ra bị kiếm khí màu đỏ ngòm bao phủ, thân thể bị kiếm khí xé rách, hóa thành mưa máu tiêu tán trên không trung. Huyết phụ sau đó lại bị Tu La kiếm thôn phệ, Tu La kiếm màu đỏ tươi nhìn qua càng ngày càng yêu dị. Ta thực không biết các ngươi đến cùng cường đại ở nơi nào. Tiêu Phàm toàn thân thiêu đốt lên kiếm khí màu xám trắng, lôi điện chi lực quanh thân xen lẫn, toàn bộ bị u linh chiến hồn thôn phệ không còn một mảnh. Lực lượng lôi điện ý chí cũng là từ hồn lực ngưng tụ mà thành, đối với u linh chiến hồn mà nói đều là đồ bổ cực tốt, tự nhiên ai cũng không có cự tuyệt. Mặt khác ba người khác đều bị cỗ khí thế đáng sợ trên người Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Tu vi Tiêu Phàm mặc dù còn không ổn định nhưng hồn lực ba động trên người hắn lại quá là đáng sợ. Một kiếm chém giết hai đại cường giả chiến đế, cái này không phải người bình thường có thể làm được. Giết, đột nhiên, trong hư không có một đạo kiếm mang sát phạt đột ngột xuất hiện, từ đỉnh đầu Tiêu Phàm nghênh không chém xuống, tốc độ nhanh chóng, giống hệt thiểm điện. Lão phế vật, người cũng chỉ biết đánh lén sao? Tiêu Phàm cười giận dữ, tựa như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thân ảnh cấp tốc đập ra, hướng về ba chiến đế cường giả lôi ra còn lại đánh tới. Sát phạt chi kiếm. Khẽ quát một tiếng, kiếm khí sắc bén đánh đầu thắng đó phá không mà ra, trong đó một chiến đế cảnh vừa mới chuẩn bị thối lui, mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi ục ục chảy ra. Ta chết, cường giả chiến đế cảnh mở to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lão giả áo xám lôi ra xuất hiện phía xa, một mặt bất khả tư nghị nói. Phù phù một tiếng, thân thể hắn hướng mặt đất rơi xuống, sinh cơ bên trong cơ thể trong nháy mắt trôi qua. Tiêu Phàm cũng không đình chỉ, sau khi chém giết người này, thân thể hắn như một đạo thiểm điện gió lốc, tại hư không nhất chuyển lại nhào về phía một người khác, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Dừng tay, lão giả áo xám lôi ra kêu to, hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm căn bản không cùng hắn giao thủ, chỉ muốn giết chết ngũ đại chiến đế lôi ra. Một kiếm vừa rồi kia có vẻ như ẩn chứa sát phạt ý chí, không đúng, sát phạt ý chí có vẻ như không có cường đại như thế. Tâm thầm Diệp Lâm Trần hoàn toàn không có quan tâm sinh tử năm người lôi ra, con người hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lúc này, Diệp Lâm Trần lại phun ra một câu, lại là một loại lực lượng ý chí không kém gì bất hủ kiếm đạo ý chí, Tiêu Phàm, người thật đúng là vượt quá dự kiến của ta. Trên mặt Diệp Lâm Trần lộ ra thần sắc phức tạp. Tựa như quyết định sự tình giàu gì. Nơi xa, Tiêu Phàm căn bản không để ý đến áo xám lão giả nói, lại một kiếm chém giết một cường giả chiến đế cảnh lôi ra, cường giả chiến đế cảnh trong mắt hắn tựa như cải trắng, tiện tay có thể đổ sát. Cuối cùng còn một tên. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, chân hắn giẫm kiếm bộ, cả người dường như cùng gió hòa vào một thể, trong nháy mắt rơi vào phía sau một người cuối cùng, Tu La kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm thương, khẽ nói một tiếng, vô số kiếm khí hòa vào mũi kiếm Tu La kiếm, một điểm sáng màu trắng trong nháy mắt bắn vào bên trong thân thể kia. Ngay sau đó, từng đạo trùng sáng kiếm khí màu trắng từ thể nội chiến đế cảnh cường giả bắn ra. Liền kêu thảm cũng không kịp kêu ra, cường giả chiến đế thứ 5 cũng bị một kích miểu sát, thân thể hóa thành vô tận huyết vụ bị Tu La kiếm thôn phệ. Một kiếm uy lực khiến nội tâm lão giả áo xám lôi ra cùng thiên hương bà điên cuồng run rẩy một cái. Đáng sợ, vô cùng, một kiếm chi uy cho dù là bọn hắn cách nhau xa như vậy cũng tuyệt đối trốn không thoát.
một kiếm trực tiếp giết người trong vô hình, thi thể đều không còn lại, dù là chiến đế hậu kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, lão giả áo xám rốt cục tin tưởng Tiêu Phàm có thể giết chết Lôi Vũ. Đồng thời, hắn cũng triệt để tức giận, nhe răng trợn mắt phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xoay xoay đầu, khí tức trên người cuồng bạo cũng rốt cục tăng tới cực điểm, nhếch miệng cười nói, lão bất tử, đến lượt ngươi. Lão bất tử, đến lượt ngươi. Lời nói cuồng vọng của Tiêu Phàm quanh quẩn tại hư không, con người lạnh lẽo nhìn chằm chằm lão giả Lôi ra cách đó không xa, về phần Thiên Hương bà, Tiêu Phàm nhìn đều không nhìn một chút. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Thiên Hương bà đã là một người chết, trên trời dưới đất, nàng sống không yên ổn. Tưởng đột phá chiến đế cảnh liền vô địch thiên hạ sao? Người có biết, cùng một cảnh giới cũng có khả năng ngày đêm khác biệt. Thần sắc lão giả Lôi ra hờ hững, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng thập phần không yên. Tu sĩ cùng giai cũng chia tầm thường cùng thiên tài, như Tiêu Phàm có thể vượt giai chiến đấu đã xem như thiên tài. Đồng dạng, trong mắt lão giả áo xám Lôi ra, hắn cũng xem như thiên tài cùng giai. Tiêu Phàm chém giết Lôi Vũ, mặc dù là chiến đế hậu kỳ nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi, cùng hắn căn bản không phải cùng một cấp độ. Điểm này Tiêu Phàm tự nhiên cũng rõ ràng, chém giết Sở Không mặc dù là chiến đế hậu kỳ nhưng thực lực chân chính cũng chỉ so với chiến đế trung kỳ cường đại hơn một chút mà thôi, lĩnh ngộ lực lượng ý chí cũng chỉ vừa mới bước vào tam trọng. Tiêu Phàm tại chiến hoàng cảnh đỉnh phong liền lĩnh ngộ hai loại ý chí, tăng thêm tu la thần dực, chém giết hắn cũng là sự tình hợp lý. Về phần Lôi Vũ, dưới uy thế tiểu kim, bản thân hắn đã khiếp chiến, Tiêu Phàm giết hắn tự nhiên cũng không phải sự tình rất khó khăn. Rất nhiều người cùng ta nói như vậy, đáng tiếc bọn hắn đều chết. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đôi mắt như kiếm nhìn chằm chằm lão giả Lôi ra, ánh mắt cực kỳ sắc bén dường như có thể đem người đâm bị thương. Bước chân bước ra, Tiêu Phàm một kiếm thẳng đến lão giả Lôi ra, việc đã đến nước này, nói quá nhiều đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Cuồng bạo kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm hiển hiện, vô cùng vô tận kiếm khí giống như thực chất, từ bốn phương tám hướng chém về phía lão giả Lôi ra. Những lợi kiếm khủng bố gào thét, phát ra từng đợt ô ô tiếng xé gió, hư không dường như rơi xuống mưa to gió lớn, kiếm khí tàn phá bừa bãi, tựa như có thể chém vỡ tất cả. Dù là chiến đế hậu kỳ thì như thế nào, trường kiếm chém tới đều không thể địch nổi. Ngươi sẽ biết. Cái người gọi là tất cả ở trước mặt ta cái gì cũng đều không phải. Lôi ra lão tổ không tránh không lùi, phất tay, hư không bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lôi hải. Lôi hải mãnh liệt, vô số lôi kiếm từ trong hư không hiện ra, dung nhập lôi điện ý chí, cực kỳ đáng sợ, cho dù là khí tức đã để cho người ta không dám tùy tiện đụng vào. Lôi điện ý chí cũng là lực lượng công kích tương đối cường đại bên trong ý chí, nếu như dung nhập kiếm đạo, uy lực càng là tuyệt luân. Kiếm, vốn là lợi khí giết người, không chỗ nào không diệt, đây cũng là nguyên nhân một nửa tu sĩ trở lên đều sẽ chọn lựa hồn binh kiếm đầu tiên. Trảm hồn, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, khóe miệng mang theo cười lạnh, lít nha lít nhít kiếm khí cuồng bạo đột nhiên chậm rãi an yên tĩnh, khắp nơi yên tĩnh lạ thường. Sau một khắc, tất cả kiếm khí tất cả đều dung hợp tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo bạch sắc tia chớp, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Chỉ thấy tia chớp bạch sắc vạch phá chân trời, giống như vạch phá bình minh, chớp mắt liền đi tới trước mặt lão giả Lôi ra. Công kích linh hồn, Lôi ra lão giả rốt cục biến sắc, Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là một đệ tử chiến hồn học viện, làm sao biết chiến kỹ linh hồn công kích được. Huống chi, Tiêu Phàm rõ ràng là vừa mới đột phá chiến đế cảnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lão giả Lôi ra không dám chính diện giao phong, hắn rất rõ ràng hồn lực công kích đáng sợ. Một kiếm này nếu như bị chém trúng, đoán chừng đến hắn đều phải ăn thiệt thòi lớn. May mắn là Tiêu Phàm vẫn thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới so với hắn, tốc độ hắn còn có ưu thế rất lớn, bằng không mà nói, hắn sẽ phải không may. Tiêu Phàm không có truy kích, tâm thần hắn dẫn ra lấy một chiếc hồn giới, bên trong hồn giới mấy chục vạn khối cực phẩm hồn thạch đã sớm hóa thành bột mịn, hồn lực bên trong bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Oanh! Từng tiếng nổ vang to lớn từ thể nội Tiêu Phàm truyền ra, cùng lúc đó, ngoại thân Tiêu Phàm đột nhiên bốc cháy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, một cỗ khí thế vô địch hướng về bốn phương tám hướng dập dần mà mở. Hỏa diễm chiến hồn, con người lão giả Lôi ra co rụt lại, Thiên Hương bà nơi xa cũng lộ ra vẻ kinh hãi.
dù là Diệp Lâm Trần cũng rốt cuộc không được bình tĩnh, trên mặt lóe qua một tia rung động, song sinh chiến hồn. Một chiến hồn khác lại là chiến hồn hỏa diễm đặc thù. Chẳng lẽ tiểu muội đã sớm biết rõ? Song sinh chiến hồn, hơn nữa một còn là chiến hồn hỏa diễm đặc thù, đây chính là so với chiến hồn cửu phẩm còn ít ỏi hơn, dù là tại Vô Song Thánh Thành cũng cực kỳ hiếm thấy, bây giờ lại xuất hiện ở trên người Tiêu Phàm, điều này khiến Diệp Lâm Trần như thế nào không khiếp sợ. Xem ra, mắt ta đã nhìn lầm. Diệp Lâm Trần thăm thẳm thở dài, ánh mắt lóe qua một vẻ kiên định, nói chỉ cần ngươi dám tiến đến, ta thay ngươi đánh cược một lần thì đã sao. Nơi xa, trong lòng lão giả Lôi Gia rốt cuộc không bình tĩnh, Tiêu Phàm đột phá chiến đế cảnh cũng liền thôi, hắn lại còn là song sinh chiến hồn, nếu để cho hắn trưởng thành thì sẽ như thế nào. Đừng nói Đại Long Lôi Gia hắn, chính là Vô Song Thánh Thành Lôi Gia, đoán chừng cũng sẽ gặp liên lụy. Kẻ này nhất định phải chết, lão giả Lôi Gia âm thầm cắn răng nói. Thần sắc Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, cỗ cuồng bạo khí thế biến mất không thấy gì nữa, vô tận chiến hồn cũng trong nháy mắt nội liếm, khí tức hồn lực trên người hắn rốt cục ổn định tại chiến đế cảnh sơ kỳ. Giờ phút này, hắn cảm giác bản thân tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc, nếu như lần nữa gặp Lôi Vũ và Sở Không, hắn tin tưởng, chém giết bọn hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Hai người vừa mới đột phá chiến đế hậu kỳ mà thôi, lĩnh ngộ ý chí vẫn chưa ổn định, căn bản không thi triển được thực lực chân chính. Ngược lại là lão giả Lôi Gia trước mắt khiến Tiêu Phàm hơi có chút kiêng kỵ, dù hiện tại đột phá chiến đế cảnh, hắn vẫn từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không sợ. Muốn giết ta, người có thể giết sao? Bây giờ đột phá chiến đế cảnh, Tiêu Phàm vừa vặn cần một trận chiến để ma luyện, thực lực lão giả Lôi Gia hoàn toàn tốt. Giết người Lôi Gia, trên trời dưới đất sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân, dù là đi đến Thánh Thành cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Thậm chí, thân hữu ngươi, gia tộc của ngươi. Lôi Gia lão giả khẽ cắn môi, ác độc nói ra. Con mẹ nó ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, sát phạt chi khí tăng vọt, tu la ý chí mãnh liệt cuộn trào ra, một kiếm chém về phía lão giả Lôi Gia. Dám dùng thân bằng hảo hữu cùng Tiêu Gia uy hiếp hắn, chỉ bằng vào điểm này Tiêu Phàm đã thể không bỏ qua. Tự tìm cái chết, Lôi Gia lão giả cũng tức giận, Tiêu Phàm vậy mà căn bản không nói nhảm với hắn, đây là đang khinh thường hắn sao? Nhưng mà vượt qua ngoài ý liệu của hắn, tốc độ Tiêu Phàm đáng sợ đến cực điểm, một cái lắc mình liền đi tới trước người hắn, U Linh chiến hồn lơ lửng đỉnh đầu, quanh thân càng là thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, khí thế trùng thiên. Lão giả Lôi Gia không dám khinh địch, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là chiến đế sơ kỳ, nhưng hắn từ trên người Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức chí mạng. Tại đỉnh đầu hắn cũng lơ lửng một đầu bạch sắc cự hổ 7-8 trượng, quanh thân cự hổ lôi điện xen lẫn, khí thế khiếp người, hồn lực đáng sợ ba động khiến Tiêu Phàm nghiêm túc vô cùng. Bát phẩm chiến hồn, Phích Lịch Lôi Hổ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bất quá dưới chân lại không có chút do dự, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm lần nữa tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất thì như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, cái gì cũng đều không phải. Lão giả Lôi Gia mặt coi thường, Tiêu Phàm mạnh, nhưng trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này, mặc dù cùng Lôi Vũ là chiến đế hậu kỳ, nhưng hắn cũng một chiêu có thể giết, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm vừa mới đột phá chiến đế cảnh. Thế sao, Tiêu Phàm lạnh lùng, lách mình liền đi tới trước người lão giả Lôi Gia. Lão giả Lôi Gia khóe miệng dương lên, trong bàn tay hắn đột nhiên hiện ra lôi điện hừng hực, hai tay hóa chảo, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên bàn tay còn mang theo một bộ bao tay kim sắc. Cũng chính là hai tay hai bộ khiến Tiêu Phàm cảm giác được một tia bất an. Bang, Tiêu Phàm lần nữa tăng tốc, tựa như tia chớp vọt tới trước người lão giả Lôi Gia, lão giả Lôi Gia phản ứng cực nhanh, một bàn tay nhẹ nhàng rung động, tu la kiếm kiếm khí sắc bén trong nháy mắt bị đẩy ra. Một tay khác bắt lấy lưỡi kiếm tu la kiếm, hư không hỏa tinh bay vụt. Thanh âm chói tai ma sát vang vọng hư không, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn lão giả Lôi Gia, bao tay lão bất tử vậy mà đáng sợ như thế, có thể dễ dàng nắm chặt tu la kiếm như thế. Phải biết, lấy trình độ sắc bén tu la kiếm bây giờ, bát phẩm hồn binh cũng có thể tùy tiện xé nát. Cửu phẩm hồn binh, Tiêu Phàm kinh hô ra, cũng chỉ có cửu phẩm hồn binh mới có thể ngăn kiếm khí tu la kiếm sắc bén. Danh con,
ngươi còn có chút kiến thức, kim ti thần lôi thủ sáo là thứ ngươi có thể phá vỡ sao? Trên mặt lão giả lôi ra lóe qua một tia đắc ý. Kim ti thần lôi thủ sáo, không phải chấn tộc chi bảo của lôi ra sao? Nơi xa trong mắt thiên hương bà lóe lên vẻ tham lam nồng đậm. Người vô song thánh thành đều biết kim ti thần lôi thủ sáo là hồn binh lôi ra, có thể tùy tiện khống chế lôi điện, uy lực tuyệt luân. Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói, bất quá dạng đồ vật này bị phá vỡ há không phải lãng phí. Dứt lời, Tiêu Phàm kéo kiếm hoa, một dải lụa xẹt qua hư không, ngay sau đó một điểm sáng màu trắng hướng về lồng ngực lão giả lôi ra gào thét mà đến. Lão giả lôi ra vốn có thể cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn, thân thể cấp tốc lui lại, một cái tay khác hướng về điểm sáng màu trắng vỗ tới. Một tiếng sét vang lên, điểm sáng màu trắng đột nhiên nổ tung, kiếm khí đầy trời tung hoành tứ phương. Lôi ra lão giả ngăn cản không kịp, trên đầu búi tóc bị tung bay, tóc trắng khô dài tại hư không loạn vũ, kiếm khí xé nát áo bào hắn. Hỗn trướng, lôi ra lão giả giận dữ, chỉ là vừa dứt lời. Vẻ hàn quang đột nhiên từ trong hư vô nhô ra, xông thẳng cổ của hắn mà đến. Lôi ra lão giả không kịp hoàn thủ, liền hướng lấy một bên tránh đi, hắn thực lực tuy mạnh nhưng chiến kỹ Tiêu Phàm quá quỷ dị. Trước đó một kiếm kia cũng liền thôi, cũng không có tùy tiện làm hắn bị thương, nhưng đột nhiên từ trong hư không toát ra một kiếm, hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn bản năng dùng tay phải ngăn khuất trước người, nắm lấy một đạo lôi điện kiếm khí hướng phía trước vung đi. Cuồng bạo khí lãng tại hư không bốc lên không thôi. Lão giả lôi ra tóc dài tung bay theo gió, y phục rách nát dính đầy vết máu, lộ ra thập phần chật vật, hắn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ bị một kẻ vừa mới đột phá chiến đế cảnh áp chế đến thế này. Kiếm này chiêu quá quỷ dị, đánh hắn trở tay không kịp. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bên trong một kiếm kia ẩn chứa bất hủ kiếm đạo ý chí, bất hủ kiếm đạo ý chí chính là sinh sôi không ngừng. Đừng nói đi qua mấy hơi thở, dù là đi qua mấy chục giây, ẩn chứa bất hủ kiếm đạo ý chí kiếm khí cũng sẽ không biến mất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bất hủ ý chí cường đại như thế. Lão phế vật, đem bao tay giao ra, ta cho ngươi một cái chết thể diện. Tiêu Phàm đứng sừng sững ở hư không nơi xa, nhếch miệng cười nói. Cho ta một cái chết thể diện, ngươi cho rằng hiện tại có thể đánh thắng ta. Lão giả lôi ra phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thấy Tiêu Phàm sở dĩ có thể tổn thương hắn chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn thực không tin, một kẻ chiến đế cảnh sơ kỳ có thể là đối thủ của mình. Cuồng long khiếu thiên, lôi ra lão giả gầm lên giận dữ, trong tay dắt lấy lôi điện đầy trời, hướng về vị trí Tiêu Phàm bắn nhanh đi, xa xa nhìn lại, lão giả lôi ra tựa như nắm lấy vô số lôi điện như cự long, cuồng bá vô biên. Thời khắc ở gần Tiêu Phàm, lão giả lôi ra tiện tay hất lên. Ẩn chứa tam trọng lôi điện ý chí, lôi điện chi long mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng vị trí Tiêu Phàm, tốc độ nhanh như bôn lôi, khí thế rung trời. Ta để ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Tiêu Phàm trong mắt hung ác, khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, trên người Tiêu Phàm tản ra khí thức cuồng bạo, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết sắc hải dương, trong hải dương ẩn chứa vô số sát phạt kiếm khí, hung mãnh đến cực điểm. Đây là ý chí gì, vậy mà ẩn chứa sát phạt ý chí, hủy diệt ý chí, thậm chí khoái mạn ý chí. Con người Diệp Lâm Trần hơi hơi co rụt lại, hắn cũng cực kỳ không được bình tĩnh. Lấy nhãn lực hắn vậy mà nhìn không ra Tiêu Phàm đến cùng lĩnh ngộ là ý chí gì. Lão phế vật, nhớ kỹ, người giết người tên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cuồng tiếu một tiếng, hai tay dắt lấy Tu La kiếm, bước chân bước ra, sát ý lăng lệ. Tu La kiếm lăng không chém một cái, bỗng nhiên, một dải lụa màu đỏ ngòm to lớn từ Tu La kiếm mãnh liệt cuộn trào ra. Đồ lục, Tu La tam kiếm đệ nhị kiếm lần nữa chém ra, ngoại thân hắn đột nhiên hiện lên một tầng vầng sáng màu vàng kim, chỉ là bị vô tận chiến hồn hỏa diễm bao trùm, căn bản không cảm ứng được. Từ khi đột phá chiến hoàng cảnh đến nay cũng rất ít có đối thủ buộc hắn thi triển ra một kiếm này. Một kiếm này đã trở thành một trong át chủ bài lớn của hắn. Lấy thực lực hắn bây giờ, uy lực một kiếm đã đạt tới bát phẩm chiến kỹ, dù là chiến đế hậu kỳ thì như thế nào. Một kiếm này uy lực mặc dù cường đại, nhưng đối với hồn lực tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ, nếu như Tiêu Phàm không phải hồn lực thành hải, đoán chừng cũng chảm không ra mấy kiếm,
lấy thực lực hắn hiện tại cũng liền có thể chém ra 3-4 kiếm mà thôi. Giống, từng tiếng thanh âm long ngâm gầm thét chấn nhiếp thương khung, lôi long đầy trời tại chỗ kiếm khí hình dạng xoắn ốc rảo sát, tất cả đều vỡ nát ra, hóa thành lôi điện tiêu tán đầy trời trên không trung. Lão giả Lôi Gia trong nháy mắt bị dìm ngập, khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia cười khẽ. Nơi xa Thiên Hương bà thấy thế, quay người liền chuẩn bị rời đi. Lôi Gia lão tổ đều không phải đối thủ của hắn, nàng thế nào đánh thắng được Tiêu Phàm. Cũng ngay khi nàng quay người, một đạo kiếm khí lôi điện đột nhiên xông phá hình dạng xoắn ốc rảo sát, lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, một lôi chảo hướng về trái tim Tiêu Phàm móc lấy. Chết đi, Lôi Gia lão giả cười giận dữ không thôi, chảo cương bá đạo khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có cách xa một bước. Sắc mặt Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi, con người bỗng nhiên co rụt lại, lưng cảm giác phát lạnh, toàn thân nổi da gà, hắn lần thứ nhất cảm giác tử thần cách hắn gần như thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng nhiên, cuồn cuộn hồn lực hướng về tay trái Tiêu Phàm hội tụ đến, kim sắc quang mang sáng chói phát ra, đồng thời, phần eo hắn dùng sức, điều động lực lượng toàn thân, quyền cương bá đạo giận oanh ra. Nắm đấm Tiêu Phàm tách ra kim sắc quang mang đáng sợ, ẩn chứa một cỗ thiên uy đáng sợ cùng lôi điện chi chảo đụng đâm vào cùng một chỗ. Oanh, một tiếng rung trời khuấy động hư không, hồn lực khí lãng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng chấn động, thanh thế ngập trời. Sau một khắc, phát sinh một màn khiến Diệp Lâm Trần cả đời khó quên, chỉ thấy quyền cương Tiêu Phàm giống như mãnh hổ xuống núi, thế như trẻ tre, cánh tay lão giả Lôi Gia không ngừng nổ tung, quyền cương bá đạo càng hung hăng nện trên lồng ngực hắn. Lại một tiếng nổ vang, thân thể lão giả Lôi Gia đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ cuồn cuộn tràn ngập hư không. Đường đường chiến đế hậu kỳ lại bị Tiêu Phàm một quyền nghiền nát. Nhìn huyết vụ đầy trời trước mắt, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn hoàn toàn không thể tin được thực lực bản thân, vậy mà một quyền đem chiến đế cảnh hậu kỳ Lôi Gia đánh giết. Phải biết, hắn còn không có thi triển thực lực vô tận chiến hồn, nếu như thi triển lực lượng vô tận chiến hồn lại đáng sợ biết bao. Đây chính là lực lượng bất diệt kim thân, tại sao ta cảm giác chiến đế cảnh hậu kỳ cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm cảm thụ được lực lượng thể nội, hắn toàn thân kim quang đại thịnh, dáng vẻ trang nghiêm, khí thế cực kỳ kinh người. Vừa mới một sát na kia, Tiêu Phàm chính là thi triển lực lượng bất diệt kim thân, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, chết liền không phải lão giả Lôi Gia mà là hắn. Nhìn huyết vụ đầy trời trước mắt, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Hắn âm thầm thề, về sau nhất định không thể khinh thường đối thủ, đừng nói là kẻ so với cảnh giới với hắn còn cao hơn. Cho dù là gặp cảnh giới thấp cũng phải dùng toàn lực chém giết. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm nhìn về phía trước, trước mắt hắn hiện lên một đôi bao tay kim sắc, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao tay kim sắc kia đột nhiên thu vào trong hồn giới của hắn. Cửu phẩm hồn binh, hắn không muốn lãng phí như vậy, có lẽ về sau còn có chút tác dụng. Trước đó nếu như hắn toàn lực thi triển tu la kiếm, dù là cửu phẩm hồn binh đoán chừng cũng phải bị xé nát. Giải phong nhất trọng tu la kiếm sẽ trở nên vô cùng sắc bén. Diệp Lâm Trần cũng nhìn tê cả da đầu, cho dù là hắn cũng không nhất định có thể làm như Tiêu Phàm một bước này. Tiêu Phàm, thực lực ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ lớn, tiểu muội không uổng công đợi ngươi. Diệp Lâm Trần trong lòng chậm chạp nói. Ittt. Vừa mới chuẩn bị chạy trốn, Thiên Hương bà nhìn thấy một màn này cũng phải hít ngụm khí lạnh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng lão giả Lôi Gia sẽ giết chết Tiêu Phàm, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp một quyền đem hắn oanh bạo. Nghĩ vậy, Thiên Hương bà nào còn dám lưu ở nơi đây, nàng nhấc chân chạy, lưu ở chỗ này hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Đáng tiếc, nàng hai lần muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha. Hiện tại đi có phải chậm một chút rồi hay không? Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, dọa Thiên Hương bà toàn thân run rẩy, nàng không chút do dự hướng về phía sau đánh ra một trường, một cỗ băng hàn chi khí tràn ngập hư không. Phía sau nàng cũng có một đạo trưởng cương giận oanh mà tới, hai trưởng cương bỗng nhiên đâm vào cùng một chỗ, Thiên Hương bà rút lui vài chục bước, mà Tiêu Phàm lại đứng nguyên chỗ không nhúc nhích. Ha ha, Tiêu Phàm! Người quá bất cẩn, chúng tuyệt hồn trưởng trong vòng một canh giờ hẳn phải chết là không nghi ngờ. Thiên Hương bà đột nhiên cười lên ha hả, tựa như âm mưu đạt được. Tại khóe miệng nàng còn hiện lên một vết máu,
một trưởng vừa nãy nàng hiển nhiên cũng bị thương nhẹ. Vậy sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, coi thường Thiên Hương bà, ánh mắt tựa như lại nhìn một người chết. Tuyệt hồn trưởng là từ toái hồn trưởng thuế biến mà ra, ngươi. Thiên Hương bà lau vết máu khóe miệng, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Trên tay phải Tiêu Phàm mang một bao tay kim sắc, lóe ra quang mang nhàn nhạt, không phải là kim ti thần lôi thủ sáo trước đó lão giả lôi ra dùng sao? Không thể không nói, bao tay này không hổ là cửu phẩm hồn binh, lại đem trưởng lực Thiên Hương bà hoàn toàn ngăn cản bên ngoài, khó trách lão giả lôi ra dựa vào nó có thể ngăn trở tu la kiếm. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Hương bà kinh ngạc, Tiêu Phàm rõ ràng đem kim ti thần lôi thủ sáo thu hồi, tại sao lại đột nhiên mang trên tay? Chủ yếu nhất là nghe đồn cửu phẩm hồn binh có linh, người bình thường căn bản không có khả năng trong nháy mắt khống chế được. Tiêu Phàm coi như mang theo trên tay cũng sẽ không mang đến bất cứ tác dụng gì mới đúng. Hiện tại nên khóc là ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Thiên Hương bà thật đúng là ác độc vô cùng, không thể so với Tiêu U kém bao nhiêu, một đôi sư đồ cũng coi như tuyệt phối. A vừa dứt lời, toàn thân Thiên Hương bà đột nhiên run lên. Hướng về mặt đất rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phun. Nàng co rúm ở mặt đất, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, ta là người Sở gia, ta mà chết, ngươi cũng sống không được, thả ta, ân oán giữa ngươi và ta xóa bỏ. Cũng khó trách nàng sợ hãi như vậy, vừa rồi nàng xem xét trong cơ thể, lại thấy một côn trùng bên trong kinh mạch nàng xuyên loạn, cắn nuốt huyết nhục và hồn lực của nàng. Nàng không biết côn trùng này là cái gì, cũng chính bởi vì như thế, nàng đối với Tiêu Phàm là phát ra kiêng kỵ từ nội tâm. Xóa bỏ, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ta với Sở gia ngươi ân oán vĩnh viễn cũng không có khả năng xóa bỏ. Sở gia, Thiên Hương bà kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, sắc mặt trong nháy mắt nặng xuống tới, ngươi làm sao biết ta là người Sở gia? Tiêu Phàm cúi xuống, ngồi cách Thiên Hương bà không xa trên một tảng đá, cười tủm tỉm nói. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ngươi đã từng thấy qua người họ Tiêu có chút tương tự ta sao? Họ Tiêu, Thiên Hương bà đầu tiên là nhíu mày, sau đó trong đầu lóe qua một đạo thân ảnh, đột nhiên con ngươi co rụt lại nói Tiêu, Tiêu Trường Phong, ngươi cùng Tiêu Trường Phong là quan hệ như thế nào? À, ngươi nhớ rồi, trên mặt Tiêu Phàm chậm rãi ngưng kết tại chỗ, vẻ mặt lạnh như băng, sát khí nở rộ. Ngươi là con trai của Tiêu Trường Phong. Thiên Hương bà không thể tin được nhìn Tiêu Phàm, sau đó đầu giống như trống lúc lắc diêu động, tự nhủ, không có khả năng, Tiêu Trường Phong cùng phản đồ không phải sinh một người con gái à, như thế nào là một nhi tử? Tiểu tử, ngươi gạt ta, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ nhi, nhi tử, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, chẳng lẽ Sở gia đến mẫu thân mình sinh cái gì đều lầm? Bất quá hắn khôi phục bình tĩnh rất nhanh, nói, ngươi đoán không sai. Ta là con trai của Tiêu Trường Phong. Đối với một người sắp chết, Tiêu Phàm không cần thiết nói dối, hơn nữa hồn lực bao phủ tứ phương, ngăn cách trong ngoài, căn bản không có kẻ thứ ba nghe được. Con trai của Tiêu Trường Phong, ta biết, chúng ta đều bị lừa gạt, tiện nhân Sở Lăng Vi kia vậy mà không chỉ sinh một, mà là sinh đôi. Thiên Hương bà buồn bã cười to nói. Lão Thái bà, nói cho ta rõ ràng, Sở Lăng Vi là ai? Tiêu Phàm tựa như bắt được cái gì, bỗng nhiên bấm cổ Thiên Hương bà, sát khí nặng nề quá to. Thiên Hương bà nhe răng cười nhìn Tiêu Phàm, con người khô gầy âm trầm vô cùng, nhìn qua cực kỳ u ám, cười lạnh nói, ta sẽ không nói cho ngươi, giết ta đi, giết ta. Mấy chữ cuối cùng, Thiên Hương bà cơ hồ là gào thét đi ra. Giết ngươi, quá tiện nghi cho ngươi. Tiêu Phàm cau mày, bây giờ thật vất vả bắt lấy một tia manh mối. Làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phệ hồn huyết tàm lập tức tại thể nội Thiên Hương bà không kiêng nể gì cả, điên cuồng gặm nhắm huyết nhục nàng. Nếu như là bình thường, Tiêu Phàm ngược lại là sẽ cho hắn một cái chết thống khoái, nhưng Thiên Hương bà biết rõ sự tình phụ thân hắn, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha. Nói, Tiêu Phàm phẫn nộ quát, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên Hương bà, sát ý đáng sợ tràn ngập bốn phía. Nhiệt độ hư không đều giảm mấy độ. Cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, toàn thân Thiên Hương bà run rẩy một cái,
bất quá nàng khôi phục bình tĩnh rất nhanh, nhìn thấy Tiêu Phàm phẫn nộ, nàng lại cảm thấy thập phần thống khoái. Phốc phốc, trong bàn tay Tiêu Phàm lấy mấy cái kim châm đánh vào thể nội Thiên Hương bà bà, khóa hồn hải. Thiên Hương bà bà vốn là cao thủ dùng độc, nếu như nàng muốn tự sát, Tiêu Phàm cũng không thể ngăn cản. Không nói cũng được, ta có thời gian, ta sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết không thể. Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn chằm chằm Thiên Hương bà nói. Thời gian ngươi không nhiều, ha ha, chẳng lẽ sẽ buông tha cho cơ hội tiến về Vô Song Thánh Thành sao? Thiên Hương bà mặt coi thường, nàng đã xem thấu tâm tư Tiêu Phàm. Cho dù Tiêu Phàm tra tấn nàng cũng liền mấy canh giờ mà thôi, mấy canh giờ sau, Tiêu Phàm nhất định sẽ giết nàng, cho nên nàng căn bản không lo lắng Tiêu Phàm tra tấn. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh. Dù là lĩnh ngộ tứ trọng sát phạt ý chí sớm đã không vì cảm xúc chi phối, nhưng giờ phút này sát tâm hắn vẫn nổi lên, vẫn nộ tới cực điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phệ hồn huyết tầm bắt đầu điên cuồng gặm nuốt, Thiên Hương bà trên mặt đất không ngừng quay cuồng, đau nhức khiến nàng chết đi sống lại. Con người đen kịt của Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Thiên Hương bà lăn lộn trên mặt đất, trong lòng cũng nhanh chóng suy nghĩ, trầm ngâm nói, không sai biệt lắm còn ba canh giờ. Ba canh giờ này nếu như Sở Thiên Hương còn không nói ra tin tức ta muốn, cũng chỉ có thể giết nàng. Tin tức cha mẹ của hắn cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay tiểu ma nữ. Coi như Sở Thiên Hương chết, Tiêu Phàm cũng có thể từ Sở ra Vô Song Thánh Thành có được tin tức cha mẹ hắn, mà một khi bỏ lỡ cơ hội tiến về Vô Song Thánh Thành lần này, vậy liền khả năng cả một đời đều bỏ lỡ tiểu ma nữ. Hiện tại ta cũng đột phá đến chiến đế cảnh. Tu La truyền thừa nên giải phong không ít tin tức, không biết có thủ đoạn bức cung hay không. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Sau đó một bên khống chế phệ hồn huyết tầm dày vào Sở Thiên Hương, một bên tại Tu La truyền thừa tìm kiếm. Sau một khắc, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, đột phá chiến đế cảnh, tin tức bên trong Tu La truyền thừa vậy mà giải phong không ít, rất nhiều bí mật không muốn người biết, hiện tại toàn bộ lạc ấn bên trong não hải hắn. Trùng ma chi thuật. Bí kỹ Tu La Điện truyền thừa, lấy thủ pháp đặc biệt đánh vào một đạo ấn ký giam cầm ý chí cùng linh hồn người khác. Muốn hắn sống liền sống, muốn hắn chết liền chết. Sau một lát, Tiêu Phàm bên trong Tu La truyền thừa tìm tới một bộ công pháp kỳ lạ. Trùng ma chi thuật là chiến kỹ không có phẩm cấp, căn cứ năng lực bản thân tu sĩ mà định ra, thuộc về linh hồn chiến kỹ đặc thù, chỉ cần ý chí đầy đủ cường đại liền có thể tùy tiện khống chế ý chí đối phương. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn đều không khỏi cảm thán Tu La truyền thừa cường đại, đoán chừng Tu La Điện điện chủ trước đó không dùng một phần nhỏ thủ đoạn loại này. Ngẩng đầu nhìn chân trời, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, còn có hai ba canh giờ, không biết còn kịp hay không. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Thiên Hương bà, con người băng lãnh tới cực điểm, tâm thần một phân thành hai, một bên chú ý đến động tĩnh bốn phía, vừa bắt đầu tu luyện loại chủng ma chi thuật này. Có thể qua danh xưng bí kỹ Tu La Điện. Chủng ma chi thuật nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản như vậy, Tiêu Phàm đã chuẩn bị tốt thời gian ngắn tu luyện không thành công. Nếu như từ trong miệng Thiên Hương bà không chiếm được tin tức gì, vậy cũng chỉ có thể giết nàng. Vừa mới đột phá chiến đế cảnh, trước dùng vô tận chiến quyết để bát trọng ổn định một cái cảnh giới, sau đó lại tu luyện chủng ma chi thuật, hẳn là sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Sát phương thí luyện được hạng nhất. May mắn được vô tận chiến quyết bát trọng, Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ ngộ ra, nhưng còn không có chân chính tu luyện. Bất quá lấy thiên phú Tiêu Phàm lại tăng thêm vô tận chiến điển, chiến kỹ cùng công pháp hắn cũng sẽ không đặt trong lòng. Dẫn ra vô tận chiến điển, hồn lực thể nội lập tức dựa theo hành công lộ tuyến của vô tận chiến quyết bắt đầu vận chuyển, hồn lực thể nội Tiêu Phàm như là đại hải mênh mông mãnh liệt, phát ra thanh âm long long. Bỗng nhiên, quanh thân Tiêu Phàm bốc cháy kim sắc hỏa diễm, vô tận chiến hồn lấy Tiêu Phàm làm trung tâm khuếch tán ra, một cỗ khí tức đáng sợ chấn động hư không. Thiên Hương bà phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng nàng vẫn bị khí tức cuồng bạo trên người Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Hắn rõ ràng vừa mới đột phá chiến đế cảnh, tu vi chỉ là chiến đế cảnh sơ kỳ nhưng vì sao lại cho người ta một loại cảm giác là chiến đế hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong đâu. Tựa như Tiêu Phàm đột phá chiến đế hậu kỳ rất nhiều năm, thậm chí, liền rất nhiều tu sĩ chiến đế hậu kỳ cũng không có khí tức bá đạo trên người như thế. Không chỉ là nàng,
ngay cả Diệp Lâm Trần nơi xa cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía, hắn phát hiện bản thân quá xem thường Tiêu Phàm, song sinh chiến hồn vừa mới đột phá chiến đế cảnh liền một quyền oanh bạo cường giả chiến đế hậu kỳ lâu năm, dạng thực lực này hoàn toàn có thể cùng thiên tài vô song thánh thành so sánh. Thậm chí, dù thiên tài vô song thánh thành ngang nhau cảnh giới cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Xem ra, trên người hắn có bí mật không nhỏ. Diệp Lâm Trần híp hai mắt, lặng lặng đứng ở trong cổ lâm, con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu. Sau nửa ngày, vô tận chiến quyết bát trọng Tiêu Phàm dòng dã vận chuyển 9 cái chu thiên mới dừng lại, hắn toàn thân kim quang chói mắt giống như một vòng thái dương sáng chói. Thể nội máu tươi sôi trào không thôi, tựa như nước sôi. Tiêu Phàm cảm giác bản thân so với chiến hoàng cảnh đỉnh phong càng cường đại hơn nhiều. Lấy thực lực hắn hiện tại nếu như gặp lại Lôi Vũ cùng Sở Không, hoàn toàn có thể tùy tiện chém giết, cho dù là lão giả Lôi gia trước đó cũng không cần hao phí nhiều tay chân như vậy. Thân pháp, chiến kỹ chờ thời gian lĩnh ngộ, thời gian không nhiều, trước tu luyện chủng ma chi thuật. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống. Chủng ma chi thuật chính là bí kỹ đặc thù Tu La Điện, bên trong Tu La truyền thừa ghi lại công pháp hoàn chỉnh không nhiều, chủng ma chi thuật chính là một trong những công pháp hoàn chỉnh đó. Tiêu Phàm rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, tâm thần dẫn ra vô tận chiến điển. Hồn lực bên trong hồn hải ngưng tụ lần lượt từng bóng người, nhanh chóng thôi diễn tu luyện, đây chính là chỗ tốt khi Tiêu Phàm lĩnh ngộ hồn văn. Bây giờ hồn lực hắn có thể hóa thành ngàn vạn mà không biết mỏi mệt. Hơn nữa, đối với chiến kỹ lĩnh ngộ cũng mau hơn rất nhiều, hơn một canh giờ Tiêu Phàm rốt cục mở hai mắt, nhìn xem thiên hương bà lăn lộn trên mặt đất, thần sắc lạnh như băng nói, chủng ma chi thuật có tam trọng, hiện tại thời gian không nhiều, vẻn vẹn miễn cưỡng tu luyện nhất trọng. Chủng ma sau khi thành công, ngươi chính là một cái xác không hồn, Sở Thiên Hương, đừng trách ta tàn nhẫn. Tiêu Phàm, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi không dọa được ta, có gan ngươi liền giết ta. Thiên hương bà thân thể co rúm trên mặt đất, không ngừng co rút. Nàng nghiến răng nghiến lợi, phệ hồn huyết tầm gặm nuốt thống khổ khiến nàng đều khó mà tiếp nhận, nếu như không phải chuẩn bị chắc chắn hẳn phải chết, nàng đã sớm chịu đựng không được. Ánh mắt nàng ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Bất quá Tiêu Phàm lại lơ đễnh, trong nháy mắt. Một điểm sáng màu xanh lục từ đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra, trong nháy mắt bắn vào mi tâm thiên hương bà. Chủng ma, ngay tại lúc đó, trong miệng Tiêu Phàm phát ra một tiếng quát nhẹ. Chủng ma, theo Tiêu Phàm quát nhẹ, điểm sáng màu xanh lục chui vào mi tâm thiên hương bà, chỉ một thoáng thiên hương bà bỗng đình chỉ rung động, ác độc ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Con người không ngừng co vào đến mấy lần. Thiên hương bà cả người nhất thời không có sinh khí nào, nhìn qua giống như một cái xác không hồn. Vốn dĩ đang nằm trên mặt đất nàng bỗng đứng dậy, cung kính quỳ gối Tiêu Phàm cách đó không xa. Nhìn bộ dáng thiên hương bà, ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng trầm ngâm nói, liền thành công. Chủng ma chi thuật thật đúng là bá đạo, vậy mà có thể khống chế tâm thần một người. Trong lòng Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh. Trước đó mặc dù trong Tu La truyền thừa biết rõ chủng ma chi thuật cường đại, nhưng chân thực nhìn thấy lại là một chuyện khác. Bất quá hắn cũng biết nếu như không phải thiên hương bà mới vừa rồi bị phệ hồn huyết tầm tra tấn hơn 2 canh giờ, ý chí tổn thương, hắn cũng không có khả năng dễ dàng thành công như thế. Hắn mặc dù lĩnh ngộ nhất trọng Tu La ý chí và nhất trọng bất hủ ý chí so với chiến đế trung hậu kỳ không thể yếu hơn, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện nghiền ép thiên hương bà. Đương nhiên, chiến lực chiến đế cảnh chân chính, ý chí chỉ là một phương diện, chiến kỹ cùng hồn lực cũng là một phương diện khác. Tiêu Phàm sở dĩ một quyền oanh sát lão giả Lôi ra cũng chính bởi vì bất diệt kim thân cùng hồn lực độ tinh thuần thập phần cường đại, nhất là trong khoảnh khắc đó, lực bộc phát cực kỳ đáng sợ. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới thu liễm tâm thần, nhìn thiên hương bà ngốc trệ nói, người trước đó nói tới Sở Lăng Vi là ai? Đem rõ sự tình liên quan tới Tiêu Trường Phong đều nói cho ta. Được. Thiên hương bà đần độn gật đầu, nói, Sở Lăng Vi là thê tử Tiêu Trường Phong, cũng là phản đồ Sở gia. Nghe được một câu nói kia, con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, Sở Lăng Vi là thê tử Tiêu Trường Phong, há không phải mẫu thân mình. Tiêu Phàm không có quấy rầy, hồn lực bao phủ bốn phía,
lặng lặng nghe Thiên Hương bà kể rõ. 20 năm trước, Sở Lăng Vi rời Sở gia, trộm một kiện bảo vật của Sở gia, về phần bảo vật là cái gì, Thiên Hương bà cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết rõ, cao tầng Sở gia sau khi biết, cơ hồ kinh động toàn bộ lực lượng Sở gia, chỉ bằng vào điểm này liền đủ để chứng minh món bảo vật kia không đơn giản. Thiên Hương bà vốn là đệ tử dòng thứ Sở gia, bởi vì thiên phú không tồi, được an bài bên cạnh mẫu thân Sở Lăng Vi của Tiêu Phàm. Bởi vì sự tình Sở Lăng Vi, Thiên Hương bà cũng bị liên lụy, bị trục xuất khỏi Sở gia, do tìm kiếm Sở Lăng Vi hạ lạc nên lấy công chuộc tội. Không thể không nói, Thiên Hương bà vận khí cũng khá, chiến hồn đại lục to lớn vậy mà để cho nàng hơn một năm liền tìm ra Sở Lăng Vi. Phải biết, Sở gia phía sau Thiên Hương bà không phải Vô Song Thánh Thành Sở gia, mà là cổ tộc Sở gia trong truyền thuyết, Sở Lăng Vi rời Sở gia chưa chắc sẽ đến Nam Vực. Thiên Hương bà phát hiện Sở Lăng Vi, Sở Lăng Vi đã mang thai, vì hài tử bên trong bụng mình, Sở Lăng Vi tìm tới Thiên Hương bà, liên tục khẩn cầu nàng, chỉ cần sinh hạ hài tử liền cùng nàng trở về Sở gia. Nhưng Thiên Hương bà mặt ngoài mặc dù đáp ứng yêu cầu Sở Lăng Vi nhưng lại vụng trộm nghĩ trăm phương ngàn kế thông báo Đại Ly Đế Triều Sở gia liên lạc với Vô Song Thánh Thành Sở gia. Người Sở gia tự nhiên không chút do dự tiến về Ly Hỏa Đế Đô, may mắn là thời điểm người Sở gia đến đã là mấy tháng sau. Thời điểm người Sở gia đến, Sở Lăng Vi đã sinh hạ hài tử, chẳng qua là lúc đó khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, Tiêu Trường Phong một mực làm bạn bên người Sở Lăng Vi lại không thấy tăm hơi. Chờ đã, người nói Sở Lăng Vi sinh một cô bé. Tiêu Phàm lần thứ nhất cắt ngang Thiên Hương bà, nghe được nơi này, hắn đối với đầu đuôi sự tình cũng đại khái rõ ràng. Đúng vậy, Thiên Hương bà khẳng định gật đầu, hài tử kia lúc ấy vẫn là ta tự tay từ trong tay Sở Lăng Vi ôm tới, nhất định là bé gái, hơn nữa thời điểm ta vừa mới chuẩn bị rời đi, Tiêu Trường Phong đột nhiên lại xuất hiện. Tiêu Trường Phong xuất hiện, tự nhiên là muốn cướp đi hài tử bản thân. Thế nhưng người Sở gia làm sao có thể để hắn đã được như ý nguyện. Sau đó hai phe phát sinh một trận đại chiến, Tiêu Trường Phong một phương chiến đấu còn có mấy người, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, Tiêu Trường Phong, Sở Lăng Vi cùng tiểu nữ hài kia bị mang đi. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm cũng đại khái biết rõ chân tướng sự tình, nghĩ đến Tiêu Trường Phong trước đó không gặp là bởi vì hắn đem mình đưa đi trước. Mạc Thiên Nhai cũng hẳn là tại trong chiến đấu bị thụ thương, nghĩ vậy. Trong lòng Tiêu Phàm đối với Mạc Thiên Nhai tràn ngập cảm kích, nếu như không có Mạc Thiên Nhai có lẽ mình cũng đã chết. Trận chiến đấu kia, toàn bộ cường giả chiến đế Đại Ly Đế Triều đều biết rõ, đánh đến thiên hôn địa ám, cho dù Tiêu Trường Phong một đời nhân kiệt, đáng tiếc còn chưa chân chính trưởng thành. Thiên Hương bà thở dài một hơi. Dừng lại lúc này, Thiên Hương bà tiếp tục nói, ta bởi vì bắt Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi lập xuống công lao. Cho nên Sở gia thay ta tại Đại Long Đế Triều Chiến Hồn Học Viện mưu cầu chức vị phó viện trưởng, cho đến hôm nay. Lúc ấy một phương Tiêu Trường Phong tham dự chiến đấu có người nào? Tiêu Phàm lại hỏi, loại tình huống kia còn có thể cùng Tiêu Trường Phong xuất sinh nhập tử, đáng giá để Tiêu Phàm cảm kích. Không biết, hình như có 4-5 người, cụ thể danh tự ta không rõ ràng, bất quá có một cái tên ta biết rõ, có vẻ như kêu Mạnh, Mạnh Vân Tinh. Người này cùng Tiêu Trường Phong kết bái huynh đệ. Thiên Hương bà hồi ức nói. Mạnh Vân Tinh, Tiêu Phàm lẩm bẩm cái tên này, lúc này đột nhiên con ngươi khẽ run lên, chậm chạp nói, mười mấy năm trước, Đại Ly Chiến Hồn Học Viện sáng lập Phong Minh không phải liền là Mạnh Vân Tinh sao? Về sau bị Giang Thiên Vũ đánh bại, hắn lại cùng phụ thân kết bái huynh đệ. Không sai, chính là Mạnh Vân Tinh, bất quá Mạnh Vân Tinh không phải là bị Giang Thiên Vũ đánh bại. Mà là trợ giúp Tiêu Trường Phong chiến đấu bị người Sở gia đánh trọng thương, sau đó Giang Thiên Vũ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Thiên Hương bà nói ra, ngữ khí băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Giang Thiên Vũ, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, mấy chữ Giang Thiên Vũ đã sớm in vào trong đầu hắn, khiến linh điện suy bại vài chục năm cũng là một tay người này tạo thành. Không nghĩ tới Mạnh Vân Tinh sở dĩ thua hắn lại là nguyên nhân như vậy. Giang Thiên Vũ là người Giang gia chiến hồn điện, người này âm hiểm xảo trá, lúc trước cũng bởi vì hắn ta mới có thể tìm ra Sở Lăng Vi. Thiên Hương bà còn tưởng rằng Tiêu Phàm đặt câu hỏi, trong nháy mắt nói ra sự tình cùng Giang Thiên Vũ có quan hệ. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, sát cơ lộ ra,
con người băng lãnh tới cực điểm, nhìn đến trừ Sở Gia Gia, Giang Thiên Vũ mới là địch nhân to lớn nhất. Đúng rồi, trước đó chủ trì Nam Vực Đại Bỉ Sơ Tuyển cũng là Giang trưởng lão A. Tiêu Phàm lại hỏi. Không sai, người này tên là Giang Trường Thanh, Giang gia thất trưởng lão, thời điểm 20 năm trước truy cầu ta chính là chiến đế hậu kỳ, rất có thể đã đột phá chiến đế đỉnh phong. Thiên Hương bà cơ hồ là biết gì nói nấy. Chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm hít sâu một cái, lấy thực lực hắn hiện tại, toàn lực một trận chiến mà nói, chiến đế hậu kỳ còn có thể liều mạng, nhưng cùng chiến đế đỉnh phong chênh lệch cũng quá lớn. Nếu như không phải Giang Trường Thanh cho phép, Thiên Hương bà đoán chừng cũng không dám ứng phó mình, ở trong mắt Tiêu Phàm, Giang Trường Thanh hẳn phải chết là không nghi ngờ, chỉ là muốn tìm hắn báo thù, tạm thời mà nói còn không hiện thực. Về phần sự tình Giang Trường Thanh truy cầu Thiên Hương bà, Tiêu Phàm không có hứng thú gì, bất quá hắn cũng biết vì sao Giang Trường Thanh sẽ nghe Thiên Hương bà nói. Ngẫm lại, Tiêu Phàm lại hỏi, Tiêu Hạo Thiên đâu? Hắn ở đâu? Nghe được Tiêu Phàm tra hỏi, Thiên Hương bà căn bản không có chút do dự, nói ra Tiêu Hạo Thiên, phụ thân Tiêu Trường Phong, hơn một năm trước đó xuất hiện ở Ly Hỏa Đế Đô, bị người Sở gia phát hiện, thông chi ta đem hắn bắt lấy đưa vào Vô Song Thánh Thành. Ý ngươi là, Tiêu Hạo Thiên trong tay Sở gia Vô Song Thánh Thành. Vậy vì sao các ngươi trước đó không đi Đại Yến Tiêu gia bắt người? Còn người Tiêu Phàm phát lạnh. Tiêu Hạo Thiên cũng đã mang đến cổ tộc Sở gia. Về phần trước đó không đi bắt là bởi vì có người ngăn cản Sở gia xuất thủ, bất luận kẻ nào của Sở gia cũng không thể bước vào vị trí Tiêu gia vương triều một bước. Thiên Hương bà giải thích nói. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc một trận, cổ tộc Sở gia cũng không dám đi Đại Yến vương triều bắt người. Có người ngăn cản Sở gia xuất thủ. Sở gia là cổ tộc đó, Nam Cung Vũ nói qua, cổ tộc Sở gia so với Vô Song Thánh Thành Sở gia còn cường đại hơn. Liền cổ tộc Sở gia cũng không dám đặt chân Đại Yến vương triều. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một cái tên, Thần Phong Học Viện. Những năm này đến nay, Tiêu Phàm phát hiện bản thân duy nhất nhìn không thấu chính là Thần Phong Học Viện, nhìn qua là học viện thập phần bình thường nhưng có lịch sử đã lâu, có phong cách dạy học kỳ lạ. Tất cả đều lộ ra quỷ dị, hơn nữa nguyên nhân Nam Cung Vũ không chiếm được tin tức của hắn cũng cùng Thần Phong Học Viện có quan hệ. Bằng những cái này, Tiêu Phàm biết Thần Phong Học Viện có lẽ thực không đơn giản. Tiêu Hạo Thiên bị mang đến cổ tộc Sở gia, Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi đâu? Tiêu Phàm vẫn còn có chút lo lắng cho an nguy cha mẹ của hắn. Bọn hắn cũng bị mang đến cổ tộc Sở gia, nghe nói món bảo bối bị Sở Lăng Vi lấy mất, chỉ cần Sở Lăng Vi không giao ra, bọn hắn muốn chết đều không thể. Thiên Hương bà ngữ khí có chút ác độc. Muốn chết đều không thể sao? Lãnh quang trong mắt Tiêu Phàm bắn ra bốn phía, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, hắn thiếu chút nữa thì muốn đi giết đến tận cổ tộc Sở gia. Cổ tộc Sở gia ở đâu? Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Thiên Hương bà lắc lắc đầu nói, không biết, chỉ có cao tầng thần dược các Sở gia mới biết cổ tộc Sở gia cụ thể ở phương nào, đúng rồi, luyện dược sư công hội cũng là sản nghiệp thần dược các. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Phàm khẽ run lên. Luyện dược sư công hội vậy mà cũng cùng Sở gia có quan hệ, nghĩ vậy, Tiêu Phàm cười lạnh nói, xem ra thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ta phó chức cũng là luyện dược sư, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi tự mình đạp vào Sở gia ngươi, để Sở gia ngươi mất hết mặt mũi. Đúng rồi, ngươi nói Sở Lăng Vi cùng Tiêu Trường Phong sinh là nữ nhi, cái này là có ý gì? Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh lại, lấy thực lực hắn bây giờ, muốn cùng cổ tộc Sở gia đối kháng. Đó là cơ bản không có khả năng. Hiện tại hắn muốn làm, chính là tăng thực lực, sau đó tính đến chuyện tiểu ma nữ. Vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ tiến về Vô Song Thánh Thành, trong lòng Tiêu Phàm liền hết sức kích động. Đương nhiên, hắn tương đối cảm thấy hứng thú còn có vấn đề Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi sở sinh nhi nữ, trong lòng Tiêu Phàm hoài nghi, bản thân hắn rất có thể có tỷ muội sinh đôi. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm liền cảm giác khó chịu. Cha mẹ mình vì tính mạng mình lại là từ bỏ sinh mệnh tỉ muội, trong lòng Tiêu Phàm có chút hổ thẹn. Dù là phụ mẫu hắn làm ra chọn này, nhưng trong lòng Tiêu Phàm âm thầm thề, nếu như tỉ muội có cái gì không hay xảy ra, nhất định phải làm cho Sở gia bỏ ra đầy đủ đại giới. Dù sao, vô luận như thế nào, tỉ muội kia đều là vì hắn mới bị Sở gia bắt đi.
Năm đó Sở gia mang đi chính là nữ nhi Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi sinh hạ, lúc ấy chúng ta không nghĩ nhiều như vậy, không biết nàng vậy mà sinh một đôi long phượng song bào thai, cho nên ngươi mới có thể sống đến hôm nay. Thiên Hương bà đần độn nói. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, giờ phút này Thiên Hương bà bị hắn khống chế, khẳng định sẽ không nói láo, nghĩ đến trước đó Thiên Hương bà xác thực không biết thân phận Tiêu Phàm. Kể từ đó, hắn cũng yên lòng, Thiên Hương bà không biết, người Sở gia khẳng định cũng không biết, đều cho là phụ mẫu hắn chỉ sinh một người. Tỷ muội kia của ta đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, Sở gia đem tỷ muội hắn chưa từng thấy mang đi, bây giờ không biết sống chết, Tiêu Phàm trong lòng cũng thập phần lo lắng. Thiên Hương bà suy nghĩ một chút nói, không biết, sau khi Sở gia đem bé gái cùng cha mẹ ngươi mang đi, ta liền bị phái đi Chiến Hồn Học Viện Đại Long Đế Triều gánh vác chức phó viện trưởng cho đến hôm nay. Tiêu Phàm cau mày, đang chuẩn bị giết Thiên Hương bà, Thiên Hương bà đột nhiên lại tựa như nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, về sau ta nghe nói, bé gái đến thời điểm 7 tuổi, thức tỉnh chiến hồn cường đại, đã bị mang đến bản gia Sở gia. À, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, trong lòng tính toán, nếu như bé gái thức tỉnh chiến hồn cường đại, có lẽ hiện tại không có việc gì. Dù sao, chiến hồn có thể làm cho cổ tộc Sở gia coi trọng, khẳng định bất phàm, Sở gia cũng tất nhiên là bởi vì một thiên tài mới không nỡ hạ độc thủ. Nếu như nàng còn sống, hẳn là cũng giống như ta, chỉ là không biết nàng có nhớ cha mẹ mình là ai không. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Dù là bây giờ đột phá đến chiến đế cảnh, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy thực lực bản thân quá mức nhỏ bé, hắn không biết có thể đến với tiểu ma nữ hay không, nhưng vô luận như thế nào hắn đều sẽ không buông tha. Mà bây giờ, hắn lại thêm một cái nhiệm vụ, chính là tới cổ tộc Sở gia tìm tỉ muội của mình. Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, lần này hắn vốn là vì an nguy Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng mà đến, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chúng ta mặc dù bắt sống bọn hắn, nhưng bọn hắn đã chạy trốn, hiện tại cũng đã sớm trở lại Ly Hỏa Đế Đô. Thiên Hương bà lại nói, thân thể lung la lung lay. Nghe vậy, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng không có việc gì, hắn liền yên tâm, nếu có cái không hay xảy ra, Tiêu Phàm cả đời đều sẽ không yên. Nhìn ánh mắt đờ đẫn của Thiên Hương bà, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một đạo lợi mang. Muốn từ trong miệng Thiên Hương bà moi ra tin tức gì đoán chừng đã không có khả năng. Mặc dù không lâu sau đó, Thiên Hương bà sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không muốn buông tha nàng. Trong nháy mắt, một đạo lợi mang nở rộ, xuyên thủng thân thể Thiên Hương bà, ngay sau đó, một ngọn lửa kim sắc đem Thiên Hương bà đốt đến không còn. Sở ra, thần dược các, rất nhanh Tiêu Phàm ta sẽ đến tìm các ngươi. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, trong lòng chậm chạp nói. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đạp không mà lên, con người bình tĩnh nhìn về phía cổ lâm nơi xa nói, nhìn lâu như vậy rồi, bây giờ có thể ra đi. Nơi xa trong cổ lâm, Diệp Lâm Trần hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, chẳng lẽ Tiêu Phàm đã sớm phát hiện mình. Lúc ấy hắn chỉ là chiến hoàng cảnh thôi mà linh giác đã lợi hại như thế. Hiện tại hắn đột phá chiến đế cảnh. Vậy linh giác đã cường đại biết bao. Xuyên thấu qua lá cây rậm rạp, Diệp Lâm Trần có thể nhìn thấy hai mắt Tiêu Phàm thanh minh, vừa vặn nhìn phương hướng này, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải là đang lừa hắn, mà là thực phát hiện ra hắn. Hít sâu một cái, Diệp Lâm Trần đạp không mà lên, xuất hiện ở không trung, con người băng lãnh coi thường Tiêu Phàm nơi xa, bốn mắt tương đối, hai người thật lâu không nói. Diệp Lâm Trần không nghĩ tới, lần thứ hai gặp mặt, Tiêu Phàm vậy mà đã có thể chém giết cường giả chiến đế hậu kỳ, dạng thực lực này, dù là hắn cũng không dám khinh thị. Tiêu Phàm trưởng thành quá nhanh, nhanh cũng liền thôi, nhưng mà cơ sở hắn cũng quá ổn. Đồng dạng, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến lần thứ hai gặp mặt, có thể cùng Diệp Lâm Trần bình đẳng mà nhìn, mặc dù hắn vẫn nhìn không ra tu vi chân chính Diệp Lâm Trần, nhưng Diệp Lâm Trần cũng sẽ không khiến hắn ngưỡng mộ. Diệp Lâm Trần. Hồi lâu. Tiêu Phàm rốt cục trước tiên mở miệng, thản nhiên nói. Diệp Lâm Trần nhìn thần sắc Tiêu Phàm đối diện bình tĩnh, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi khẳng định muốn tiến về Vô Song Thánh Thành. Không sai. Mặc dù không biết Diệp Lâm Trần lời này là có ý gì, nhưng Tiêu Phàm có lý do hắn không thể lui lại,
dù thế gian đều là địch thì như thế nào? Vì tiểu ma nữ, Tiêu Phàm hơn một năm nay ngày đêm khổ tu, cơ hồ không lãng phí một chút thời gian nào. Bây giờ một chân bước vào cửa liền có thể nhìn thấy tiểu ma nữ, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha chứ? Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi sẽ chết ở Vô Song Thánh Thành, ngươi còn đi hay sao? Diệp Lâm Trần thản nhiên nói, hai mắt nhìn chăm chú Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu. Tiêu Phàm cau mày một cái, lập tức giãn ra, con ngươi kiên định nói, lần trước, tiểu ma nữ hỏi ta nếu có người đem nàng từ bên cạnh ta mang đi, ta sẽ làm sao? Ta nói, trừ phi từ trên thi thể ta bước qua, đáng tiếc ta không làm được. Nói đến đây, Tiêu Phàm ngừng lại, thần sắc nhìn chăm chú Diệp Lâm Trần, trong mắt lóe lên một tia sát ý, lần trước không phải là Diệp Lâm Trần đem tiểu ma nữ mang đi hay sao? Lúc ấy hắn chỉ là chiến tôn cảnh mà thôi, trước mặt Diệp Lâm Trần cái gì đều không phải, dù động một ngón tay đều có thể nghiền nát hắn, nhưng hiện tại Tiêu Phàm đã có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Nếu như không phải Diệp Lâm Trần là ca ca tiểu ma nữ, Tiêu Phàm tuyệt đối sớm đã ra tay đánh nhau. Bất quá lần này ai cũng ngăn không được ta, dù thế gian đều là địch, không có người nào có thể đem nàng đi. Tiêu Phàm tiếp tục nói, thanh âm nói năng có khí phách, trên người tách ra một cỗ sát khí ngút trời, tựa như lại nói, cho dù Diệp Lâm Trần ngươi ngăn ta lại, ngươi cũng phải chết. Cảm nhận được sát khí băng lãnh trên người Tiêu Phàm, Diệp Lâm Trần cũng hơi động dung, trong lòng trầm ngâm nói, tiểu muội, nam nhân ngươi coi trọng không phải một đầu trùng, có lẽ là một đầu chân long. Chênh lệch thời gian không nhiều, nên đi rồi. Diệp Lâm Trần rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn chân trời nói. Lập tức quay người liền hướng vị trí Long Hoàng Đế Đô bay đi, cùng Tiêu Phàm đối thoại rất ngắn nhưng Diệp Lâm Trần tựa như được đáp án hắn muốn nhất. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, quét mắt một vòng mặt đất bốn phía bừa bộn, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ tàn khốc. Lôi ra, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, là các ngươi một đến hai, hai đến ba lần khiêu khích ta. Ngữ khí Tiêu Phàm thập phần lạnh như băng nói. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm cũng hướng về Long Hoàng Đế Đô bay đi. Thời điểm trở lại Long Hoàng Đế Đô đã là rạng sáng, còn hơn một canh giờ chân trời cũng trắng bệch. Tiêu Phàm trước tiên đi tới quán rượu bàn tử bọn hắn uống rượu, khiến hắn buông lỏng một hơi là đám bàn tử chưa từng xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, đám người vẫn say khướt như cũ, bất tỉnh nhân sự, chỉ có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh coi như thanh tỉnh, thủ hộ bên người mọi người. Sau đó, Tiêu Phàm lại tìm phân bộ huyết lâu tại Đại Long Đế Triều, cũng lấy thân phận huyết lâu cửu trưởng lão hạ một đạo mệnh lệnh. Đêm đó, Long Hoàng Đế Đô phát sinh một sự tình kinh thiên động địa, chính là gia tộc Lôi gia Đại Long trước khi bình minh lên đã hoàn toàn bị diệt tộc. Sự tình phát sinh rất nhanh, không có một ai biết là ai làm. Tin tức này rất nhanh lan truyền nhanh chóng oanh động cả tòa Long Hoàng Đế Đô, chỉ là tất cả cùng Tiêu Phàm lại không có quan hệ. Sau khi hắn ra lệnh liền trở lại quán rượu. Lúc này, chân trời cũng chậm chậm tỏa sáng, Tiêu Phàm xếp bằng dưới đất, bắt đầu kiểm tra bản thân, đột phá chiến đế cảnh, bên trong tu la truyền thừa có rất nhiều tin tức được giải phong. Tiêu Phàm việc cấp bách là muốn từ bên trong tu la truyền thừa tìm mấy loại công pháp chiến kỹ. Đột phá chiến đế cảnh, trừ tu la tam kiếm cùng mấy chiêu kiếm pháp hắn lĩnh ngộ, chiến kỹ khác cơ hồ nhất khiếu bất thông, so với cường giả chiến đế lâu năm. Chiến kỹ hắn xem như cực kỳ bần cùng. Như sát phạt chi kiếm cùng kiếm chi luật động, uy lực mặc dù không thấp, nhưng đối mặt cường giả chân chính đều không bằng. Bây giờ chuẩn bị tiến về Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm tự nhiên không thể vẻn vẹn dựa vào mấy chiêu chiến kỹ này để giết địch, một trận chiến lại chỉ có mấy chiêu, người khác rất có thể sẽ tìm ra phương pháp phá giải, thậm chí sẽ trở thành sơ hở chí mạng của hắn. Như chiến kỹ bất diệt kim thân, uy lực tuy lớn nhưng lại thập phần thưa thớt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lúc sau, khí tức hắn cũng triệt để ổn định tại tu vi chiến đế sơ kỳ. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, một bộ công pháp chiến kỹ trong nháy mắt in vào trong đầu hắn. Bát phẩm chỉ pháp chiến kỹ, tu hồn chỉ, trong miệng Tiêu Phàm lẩm bẩm nói, sau đó từng đạo tin tức tiến vào não hải Tiêu Phàm, phương pháp tu luyện tu hồn chỉ trong nháy mắt in vào trong lòng Tiêu Phàm. Tù hồn chỉ, tên như ý nghĩa, chính là chỉ pháp có thể tù khốn chiến hồn, không thể không nói, dạng chỉ pháp này thật đúng là vô cùng biến thái. Chiến hồn là một bộ phận nguồn suối lực lượng cường đại của tu sĩ, nếu như chiến hồn bị giam cầm,
lại có mấy người có thể phát huy ra thực lực chân chính. Một khi chiến hồn đối thủ bị khốn, sức chiến đấu đối thủ giảm bớt đi nhiều, lấy yếu thắng mạnh sẽ thường xuyên phát sinh, có thể tưởng tượng một chỉ này cường đại thế nào. Cũng không phải nói một chỉ này uy lực như thế nào, mà là tác dụng phụ trợ đặc biệt cường đại, có thể trở thành bát phẩm chiến kỹ làm sao có thể đơn giản đây. Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua từng đợt hình ảnh, sau đó tự nhủ, tù hồn chỉ cũng coi là một loại chiến kỹ linh hồn công kích, cùng toái hồn trưởng có công dụng gần giống nhau, toái hồn trưởng không thể tùy tiện sử dụng, nhưng tù hồn chỉ lại khác biệt. Mặc dù tù hồn chỉ cùng toái hồn trưởng đồng dạng là chiến kỹ công kích linh hồn, nhưng chỉ là tù hồn chỉ giam cầm chiến hồn tu sĩ mà thôi, cũng không phải trực tiếp công kích chiến hồn, chiêu này cùng toái hồn trưởng hoàn toàn khác biệt. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm kích động, trong đầu đã bắt đầu diễn luyện, bên trong hồn hải lóe qua từng đạo hình ảnh, tâm thần dẫn ra vô tận chiến điển, rất nhanh trên người Tiêu Phàm liền tản ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Đột phá chiến đế cảnh, đồng dạng bát phẩm chiến kỹ đối với Tiêu Phàm mà nói đã không có tính khiêu chiến quá lớn, chỉ là Tiêu Phàm tìm kiếm chiến kỹ thích hợp với hắn nhất mà thôi, tù hồn chỉ là một trong số đó. Tù hồn chỉ mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ đột phá chiến đế cảnh, ta cũng chưa lĩnh ngộ khoái mạn ý chí, tốc độ có lẽ so có ít người sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng bây giờ còn thiếu khuyết một loại thân pháp chiến kỹ. Tiêu Phàm nghĩ thầm, tâm thần một phân thành hai, một bên đắm chìm trong vô tận chiến điển tu luyện tù hồn chỉ, một bên khác tìm kiếm thân pháp chiến kỹ mới. Lúc này, trên mặt Tiêu Phàm vui vẻ, một đoạn tin tức in vào trong đầu hắn, Tiêu Phàm hít sâu một cái thốt ra một câu, trăm dặm hái nhật nguyệt, ngàn dặm có thể đằng ánh sáng, bát phẩm thân pháp chiến kỹ, thiên lý đằng quang thuật. Nghe được cái tên này, Tiêu Phàm liền yêu thích không buông tay, thiên lý đằng quang thuật trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm mặc dù có chút khoa trương, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, tốc độ nhất định sẽ tăng vọt một mảng lớn. Dù sao lực bộc phát chiến đế cảnh cực kỳ đáng sợ, Tiêu Phàm tin tưởng nếu như đem chiến kỹ này tu luyện tới đỉnh phong, có lẽ thật đúng là có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tiêu Phàm tự nhiên không chút do dự nhớ kỹ loại thân pháp chiến kỹ này, bát phẩm thân pháp chiến kỹ đó, đây chính là đồ vật cực kỳ hiếm thấy, nếu như bị người ngoại giới biết được đoán chừng sẽ máu chảy thành sông. Tiến về vô song thánh thành cũng còn một đoạn thời gian, trước tu luyện tù hồn chỉ. Ở trên đường sẽ tu luyện thiên lý đằng quang thuật. Tiêu Phàm nghĩ thầm, ứng phó địch nhân chân chính, tốc độ mặc dù là một phương diện, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân cần đủ mạnh, dù là chiến kỹ bình thường nhất cũng có thể giết người. Lão Tam, tỉnh, đã đến giờ, nên đi đến vô song thánh thành rồi. Đột nhiên, bên tai Tiêu Phàm truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt. Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt. Lại phát hiện chân trời đã sáng rõ, ánh sáng mặt trời tươi đẹp chiếu ở trên người Tiêu Phàm khiến hắn có loại cảm giác toàn thân thư thái, thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy. Đi thôi. Tiêu Phàm nhìn đám người, trên mặt hiện lên một nụ cười. Tiêu Phàm đột phá chiến đế cảnh, đám người hiển nhiên đều không biết, nếu như đổi lại là một người khác, vừa mới đột phá chiến đế cảnh khí tức trên người khẳng định sẽ không trầm ổn như thế. Nhưng Tiêu Phàm lại tựa như cường giả chiến đế cảnh lâu năm, toàn bộ khí tức nội liếm, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng gì. Đám người gật đầu, nhào nhào đạp không mà lên, chuẩn bị hướng về nơi ước định, trong lòng chờ mong về vô song thánh thành tới cực điểm. Chờ ta với. Đột nhiên, một đạo thanh âm non nớt vang lên, mấy người Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Sở Phiền bỗng nhiên đứng dậy, lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm mấy người nhìn nhau, bọn hắn quên mất Sở Phiền, mặc dù những ngày qua Sở Phiền một mực đi theo bọn hắn nhưng vẫn không có quá nhiều cảm giác tồn tại. Tiêu đại ca, mang ta theo có được hay không? Sở Phiền đáng thương nhìn Tiêu Phàm nói, thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Quan Tiểu Thất. Tiểu thí hài, ta là muốn mang ngươi, nhưng mấu chốt là ta mang ngươi không được, vô song thánh thành cũng không phải nhà ta. Quan Tiểu Thất thập phần bất đắc dĩ nói. Đám người cũng gật đầu, bọn hắn cũng không phải đi vô song thánh thành chơi đùa, mà là đi tham gia Nam vực đại bỉ, làm sao có thể mang theo Sở Phiền. Cho dù bọn hắn nguyện ý, đoán chừng Giang trưởng lão cũng không nguyện ý. Ngươi không phải từ vô song thánh thành đi ra à, tại sao lại trở về? Ngược lại Tiêu Phàm thập phần quái dị nhìn Sở Phiền nói. Tên gia hỏa mấy tuổi này chính là bán bộ chiến đế.
tuyệt không phải người bình thường, chỉ ít một đám đế triều rất khó xuất hiện yêu nghiệt dạng này, bằng không mà nói, đoán chừng đã sớm oanh động Nam vực. Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến chính là, Sở Phiền đến từ Vô Song Thánh Thành Sở gia. Nhưng hiện tại ngẫm lại, lại phát hiện có chút không thích hợp, nếu như Sở Phiền thực sự là đến từ Vô Song Thánh Thành Sở gia, hiện tại đi theo bản thân tiến về Vô Song Thánh Thành không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Tiêu Phàm không cho rằng Sở Phiền rất dễ dàng bị lường gạt, tiểu gia hỏa này rất khôn khéo. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, ánh mắt Sở Phiền có chút trốn tránh, ấp úng nói, đi theo các ngươi, ta có thể lặng lẽ trở về a, không trắng trợn trở về, bọn hắn sẽ không phát hiện ra ta. Chúng ta căn bản mang không được ngươi, nếu như ngươi là người Vô Song Thánh Thành, tự nhiên có thể nghênh ngang đi vào. Tiêu Phàm vẫn lắc lắc đầu nói. Hắn chỉ biết mang có thể theo hồn thú tiến vào Vô Song Thánh Thành, nhưng không có nghe nói có thể mang tiểu hài tiến vào. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong đầu hắn có thanh âm nói cho hắn biết Sở Phiền tuyệt đối không đơn giản, bằng không cũng sẽ không xuất động cường giả chiến đế đuổi giết hắn. Mặc dù chiến đế bình thường Tiêu Phàm sẽ không e ngại, nhưng gặp phải thiên tài chân chính hắn cũng không nhất định là đối thủ. Mang Sở Phiền theo rất có thể bản thân sẽ không an toàn. Ngược lại ở Long Hoàng Đế Đô, lấy thực lực Sở Phiền, người bình thường căn bản không làm gì được hắn. Quan Tiểu Thất bất đắc dĩ nhún nhún vai, những ngày qua hắn cùng với Sở Phiền ở cùng một chỗ cũng có chút không nỡ xa tiểu gia hỏa này, nhưng hắn cũng biết nếu mang Sở Phiền theo sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Sau đó, Quan Tiểu Thất, Bàn Tử, Tiểu Kim, Tiểu Minh, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng đám người nhao nhao đạp không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Sở Phiền nhìn phương hướng đám người rời đi, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng, nhìn kỹ như có một đoàn hỏa diễm trong hai mắt thiêu đốt. Không cho ta đi, ta nhất định phải đi đấy. Trên mặt Sở Phiền lộ ra vẻ bực tức, sau đó thân hình lóe lên, lăng không biến mất tại chỗ. Tiêu Phàm một đường phi nhanh, sau nửa ngày liền xuất hiện ở vị trí quảng trường Chiến Hồn Học Viện. Trên quảng trường có một chiếc chiến thuyền hoàng kim to lớn, kim quang sáng chói mắt. Lúc bọn Tiêu Phàm xuất hiện, không ít ánh mắt chuyển hướng bọn hắn, bất quá rất nhanh liền không tiếp tục để ý, ngay lúc đó, một trận tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai bọn hắn. Nghe nói Lôi gia tối hôm qua bị diệt tộc, Lôi gia dù sao cũng là đại gia tộc đế đô, làm sao yếu như vậy, lại bị diệt tộc. Đoán chừng là đắc tội một ít người thánh thành đi, Lôi gia mặc dù bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng phía sau là Cửu Tiêu Thương Hội Lôi gia thuộc về một trong bát đại thế gia, dám hủy diệt Lôi gia, không phải thế gia không thể làm. Ta nghe nói không phải thế gia xuất thủ, các ngươi cũng đừng quên, Chiến Hồn Đại Lục còn có thứ đại gia tộc Thánh Thành còn kiêng kỵ. Chẳng lẽ là tam đại tổ chức sát thủ? Đám người thanh âm không lớn, nhưng đám người Tiêu Phàm lại nghe nhất thanh nhị sở, đám người Bàn Tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Lôi gia làm sao đột nhiên bị diệt tộc. Phải biết Lôi gia dù sao cũng là siêu cấp gia tộc Đại Long Đế Triều, bởi vì cùng Cửu Tiêu Thương Hội có liên quan rất lớn, Lôi gia so với Đại Ly Đế Triều Ninh gia đều cường đại, bây giờ lại bị diệt tộc, việc này khiến bọn hắn tin tưởng như thế nào. Ngược lại Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, có vẻ hài lòng. Một màn này vừa lúc bị đám người Bàn Tử để nhìn thấy, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một cái, bọn hắn trong nháy mắt đều nghĩ đến cái gì. Nhìn ta làm cái gì? Tiêu Phàm bị mọi người có chút không được tự nhiên, nhún nhún vai nói, một mặt không liên quan. Đám người một trận xem thường, hiển nhiên là không tin Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, cũng đúng lúc này, một âm thanh êm tai vang lên, ngay sau đó, Long Vũ một bộ váy tím, tư thái thướt tha chậm rãi đi tới. Cho dù mang mạng che mặt tử sắc, vẫn khó che đi dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Tiêu Phàm hơi gật đầu, liếc mắt nhìn phía sau. Lại không phát hiện bóng dáng Long Thần. Tiêu Phàm biết Long Thần vì Long gia, vì Đại Long Đế Triều, cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Trong lòng hắn thầm than đáng tiếc, nếu như Long Thần có thể tiến về Vô Song Thánh Thành, về sau thành tựu tuyệt đối không thể thấp hơn đế chủ. Nhưng hắn cũng minh bạch, rất nhiều sự tình dù là chiến đế đều không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng gánh chịu, tỉ như trách nhiệm. Từ một điểm này mà nói, Tiêu Phàm vẫn là tương đối bội phục Long Thần. Nhìn thấy Tiêu Phàm đối với mình chỉ là gật đầu ra hiệu, Long Vũ chu chu mỏ, giống như một tiểu oán phụ,
nhưng Tiêu Phàm vẫn nhìn như không thấy. Tất cả mọi người lên phi độ chiến thuyền. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người đạp không bay lên, hướng về phi độ chiến thuyền bay đi. Mấy người Tiêu Phàm cũng không do dự, rất nhanh liền xuất hiện ở phía trên boong thuyền phi độ chiến thuyền, ngay lúc đó, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức băng lãnh tập trung vào hắn. Quay đầu nhìn lại thời khắc, ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt rơi vào trên người một lão già nơi xa, chính là Chiến Hồn Điện Giang Trường Thanh. Tiểu tử, bọn Thiên Hương bà đâu? Đúng lúc này, bên tai Tiêu Phàm truyền đến một thanh âm già nua, thanh âm giống như hồng trung, chấn động màng nhĩ hắn, thậm chí còn có một cỗ ý chí uy áp to lớn đánh thẳng vào đầu óc hắn. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, lão gia hỏa này vậy mà còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như không phải hắn đột phá chiến đế cảnh, riêng cỗ ý chí uy áp trùng kích này liền đủ biến hắn thành ngớ ngẩn. Nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị tìm Giang Trường Thanh gây phiền phức, nhưng hiện tại Tiêu Phàm phát hiện mình cùng Giang Trường Thanh chênh lệch thật đúng là không phải nhỏ bình thường. Giang Trường Thanh vừa mới phát ra ý chí uy áp, chí ít cũng là chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong, Giang Trường Thanh hiển nhiên so với Lôi Vũ còn cường đại hơn. Thiên Hương bà, liên quan gì đến ta? Tiêu Phàm ngăn chặn sát ý trong lòng, lạnh như băng nói ra một câu. Ân, lông mày Giang Trường Thanh nhíu lại, đêm qua hắn là tận mắt thấy Thiên Hương bà cùng Tiêu Phàm rời đi, hiện tại Tiêu Phàm còn sống, Thiên Hương bà không thấy. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết phát sinh việc gì, chỉ là muốn cùng Tiêu Phàm xác định một cái mà thôi. Giang trưởng lão, thời gian không còn sớm, lên đường đi. Đang lúc Giang Trường Thanh chuẩn bị nổi giận, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, là Diệp Lâm Trần mở miệng nói chuyện. Giang Trường Thanh lạnh lùng liếc mắt quét Tiêu Phàm, sau đó khoát tay một cái nói, lên đường. Phi đội chiến thuyền khởi động, hơn 800 tu sĩ thông qua sơ tuyển tất cả đều nhiệt tình, trong lòng bọn hắn đối với Vô Song Thánh Thành tràn ngập chờ mong. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không yên tĩnh, địch ý Giang Trường Thanh đối với hắn vô cùng lớn. Bản thân có vẻ như không có đắc tội hắn mà. Chẳng lẽ Thiên Hương bà thực sự là nhân tình hắn hay sao? Liền xem như nhân tình cũng không tất yếu đưa mình vào chỗ chết. Nếu như không phải Diệp Lâm Trần mở miệng, đoán chừng lão bất tử thật đúng là muốn làm khó hắn, nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi cảm kích liếc mắt nhìn Diệp Lâm Trần. Con người Diệp Lâm Trần thập phần bình tĩnh, không có nhìn Tiêu Phàm, chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn bên tai Tiêu Phàm. Lấy thực lực ngươi hiện tại tốt nhất đừng khiêu khích hắn, hắn có thể giết ngươi không cần bất kỳ lý do gì. Thanh âm thập phần phiêu miểu nhưng Tiêu Phàm biết đây là thanh âm Diệp Lâm Trần. Nghe nói như thế, trong lòng Tiêu Phàm nặng nề vô cùng, Vô Song Thánh Thành có vẻ như so với các đại đế triều khác càng tàn khốc hơn, thượng vị giả giết chết một tu sĩ cấp thấp chỉ là động động ngón tay. Đợi ta có thực lực rồi, ai dám cản ta ta liền giết hắn. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Lập tức chậm rãi quay người, đứng ở lan can chiến thuyền nhìn xuống phía dưới. Đăng lâm tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được câu thơ này có ý gì, hiện tại hắn tại một đám đế triều có lẽ có thể đi ngang, có thể xem thường tất cả, những sinh linh kia lại giống hệt sâu kiến. Nhưng trước mặt cường giả Vô Song Thánh Thành lại tính được gì đây? Có lẽ, ở trong mắt Giang Trường Thanh, Tiêu Phàm hắn cũng như sâu kiến. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập một loại khát vọng, không chỉ là thực lực, còn có thế lực. Tiêu Phàm một mực chưa từng nghĩ tới một vấn đề, cho tới nay Tiêu Phàm chỉ cho rằng bản thân sống tự do tự tại đã đủ, căn bản không cần thành lập thế lực gì. Nhưng sự thật nghiễm nhiên tương phản, hắn chạy càng xa, cường giả trên đường và thế lực ngăn phía trước ngăn cản hắn càng mạnh. Thân ở giang hồ, cũng sẽ có thời điểm không thể làm gì. Nếu như ta gây dựng lại Tu La Điện, như vậy sẽ như thế nào đây? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, gây dựng lại Tu La Điện không phải sự tình đơn giản, trong lòng hắn cũng nghĩ qua rất nhiều lần, chỉ ít lấy thực lực hắn hiện tại là không có khả năng gây dựng lại Tu La Điện. Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn giết lão đầu kia? Bàn tử đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, ngữ khí lạnh xuống nói. Chỉ cần Tiêu Phàm một câu, bàn tử tuyệt đối mặc kệ mọi việc. Trực tiếp cùng Giang Trường Thanh khai chiến, quản ngươi tu vi gì, đánh trước rồi nói. Ta muốn giết hắn nhưng không phải hiện tại. Tiêu Phàm truyền âm nói, nếu để cho Giang Trường Thanh nghe được, đoán chừng sự tình sẽ phiền phức.
Đúng như Diệp Lâm Trần nói, Giang Trường Thanh muốn giết hắn, căn bản không cần lý do gì, đẳng cấp tại Vô Song Thánh Thành càng thêm xâm nghiêm. Lấy thực lực ngươi và ta, giết không chết hắn sao? Bàn tử lộ ra hung quang, bất quá vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Phàm lắc đầu, nói yên tâm, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Đối với người muốn giết mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không nhân từ nương tay, chỉ bằng vào Giang Trường Thanh muốn giết hắn, không cần biết hắn là ai, Tiêu Phàm đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vẫn là hiện tại Tiêu Phàm cùng Giang Trường Thanh so sánh còn kém quá xa, ít nhất phải bước vào chiến đế cảnh trung kỳ mới có hy vọng có thể đánh với Giang Trường Thanh một trận, lại càng không cần phải nói đem hắn chém giết. Tiêu Phàm cũng minh bạch, cho dù là cùng giai cũng có phân chia mạnh yếu, như Sở Không, Lôi Vũ hai người, mặc dù là chiến đế hậu kỳ nhưng chiến lực chân chính hai người cũng chỉ so với chiến đế trung kỳ cường đại hơn một chút, bằng không Tiêu Phàm cũng không có khả năng giết bọn hắn. Ngươi muốn giết hắn, kêu ta. Bàn tử vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm, thấp phần bá khí nói. Tiêu Phàm gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm động, đây mới là huynh đệ chân chính, dù là sông pha khói lửa cũng không chối từ. Nhị ca, tam ca, ta thay các ngươi để dành hai cái tu luyện thất, nghe nói chạy tới Vô Song Thánh Thành phải mất 7 ngày, vừa vặn có thể dành thời gian tu luyện một chút. Quan Tiểu Thất mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh từ đằng xa đi tới. Đại đại liệt liệt nói. Lâu Ngạo Thiên và Sở Khinh Cuồng đâu? Tiêu Phàm hỏi. Hai tên đều đi tu luyện thất tu luyện rồi. Quan Tiểu Thất bĩu môi nói, hắn mặc dù thiên phú không tồi nhưng cùng Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng so sánh vẫn là ít chăm chỉ hơn. Lão Tam, đi thôi, chúng ta cũng đi tu luyện, tốt nhất trước khi đến Vô Song Thánh Thành đột phá chiến đế cảnh. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, vừa vặn có thể tu luyện bát phẩm chiến kỹ thiên lý đằng quang thuật, thuận tiện hoàn thiện tu hồn chỉ. Phi đội chiến thuyền rất lớn, cũng có rất nhiều tu luyện thất, bên trong linh khí tràn đầy, rất thích hợp cho tu sĩ tu luyện. Dưới sự hướng dẫn của Quan Tiểu Thất, Tiêu Phàm cùng bàn tử cũng đi tới vị trí bản thân tu luyện thất, cảm thụ linh khí trong phòng tu luyện, Tiêu Phàm và bàn tử hơi gật đầu. Linh khí cùng hồn lực mặc dù mỏng manh một chút, nhưng có thể miễn cưỡng tu luyện. Tiêu Phàm nói, linh khí cùng hồn lực bên trong phi độ chiến thuyền đều là dùng hồn thạch cung cấp, có hồn thạch cung cấp miễn phí đã coi như rất không tồi rồi. Chấp nhận mấy ngày thôi. Bàn tử bất đắc dĩ nhún vai nói. Các ngươi dựa vào cái gì chiếm cứ tu luyện thất của ta, đây là ta lấy trước mà. Dựa vào cái gì, bằng thực lực ta so với ngươi mạnh hơn. Thực không biết ngươi là như thế nào được hạng nhất, thực lực chiến hoàng hậu kỳ thật đúng là không được tốt lắm. Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi bồi ta một đêm, tu luyện thất cho ngươi thì như thế nào? Ngươi hỗn trướng, lúc Tiêu Phàm bọn hắn chuẩn bị tiến vào tu luyện thất, đột nhiên, một trận thanh âm ồn ào vang lên. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng bước chân, cau mày một cái, sau đó quay người dọc theo hành lang đi đến. Hồn lực quét qua. Một đạo thân ảnh quen thuộc trong nháy mắt in vào trong đầu Tiêu Phàm, thanh âm chủ nhân vừa nãy không phải ai khác, chính là Long Vũ. Hơn 2 tháng trước nhìn thấy Long Vũ, nàng vẫn chỉ là chiến hoàng sơ kỳ, mà hiện tại đã là cao thủ chiến hoàng hậu kỳ. Lại tăng thêm băng tộc huyết mạch, nếu như toàn lực chiến đấu mà nói, chiến hoàng đỉnh phong tuyệt đối không phải đối thủ Long Vũ, dù là cường giả chiến đế sơ kỳ, nếu như nàng liều mạng đoán chừng cũng có thể đánh cược một lần. Nha, tính tình còn lớn như vậy, ta thích. Một trận tiếng cười gian vang lên, đối diện Long Vũ là một thanh niên khôi ngô, hắn duỗi xuất thủ trưởng hướng về khuôn mặt Long Vũ sờ soạng. Long Vũ giận tím mặt, quanh thân bỗng toát ra cuồn cuộn hàn ý, nhiệt độ bên trong hành lang trong nháy mắt hạ thấp mấy độ, sau đó đưa tay hướng về thanh niên khôi ngô vỗ tới. Lại còn là băng sơn mỹ nhân, như thế, ta càng ưa thích, đúng. Có vẻ như ngươi chính là thân muội muội Đại Long đế chủ, ha ha, thanh niên khôi ngô cười càng thêm tà ác, liếm liếm đầu lưỡi khô ráo. Sau lưng thanh niên khôi ngô còn đứng thêm mấy người, cũng là một mặt cười dâm đãng nhìn Long Vũ, bọn hắn gặp qua nữ nhân không ít, nhưng tuyệt thế mỹ nữ như Long Vũ quá thưa thớt. Thanh niên khôi ngô né tránh rất nhanh, một tay hướng về tay Long Vũ chụp tới, mắt thấy sắp chạm đến Long Vũ, đột nhiên một vệt sáng lóe qua. Ngay sau đó, một tiếng ba vang giòn, thân thể thanh niên khôi ngô như đạn pháo bắn nhanh ra,
đập ầm ầm đến cuối hành lang. Đám người lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thanh niên khôi ngô dù sao cũng là chiến hoàng đỉnh phong, lại bị một cái tát bay. Sau một lát, ánh mắt đám người nhao nhao rơi trên người một thanh niên mặc áo đen, hắn một bộ áo bào đen không gió mà bay, con người băng lãnh đen kịt, sắc bén như đao. Thanh niên mặc áo đen không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm, nhìn thấy Long Vũ bị người ức hiếp, hắn trước tiên nghĩa vô phản cố đứng ra, một cái tát bay thanh niên khôi ngô đùa giỡn Long Vũ. Tiêu Phàm. Long Vũ một mặt cảm kích nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, ánh mắt lập lòe, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nhu tình. Nhìn thấy Tiêu Phàm giữ gìn nàng, trong lòng Long Vũ kích động vô cùng, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Phàm là coi trọng nàng mới chủ động xuất thủ. Nhưng Tiêu Phàm lại không nghĩ như vậy, hắn sở dĩ xuất thủ hoàn toàn là báo ân. Lần trước nếu như không có Long Vũ, Tiêu Phàm hắn khả năng đã chết tại trong tay Hoa Gia, càng thêm không có khả năng có được vô tận chiến quyết bát trọng. Hỗn trướng, ngươi dám đánh lén ta. Một tiếng gầm phẫn nộ từ cuối hành lang truyền đến, chỉ thấy thanh niên khôi ngô một mặt chật vật từ mặt đất đứng dậy, sát khí nặng nề hướng tới. Trong tay hắn còn khiêng một chuôi hoàng kim chiến phủ to lớn, lực lượng cuồng bá từ lưỡi búa bạo phát, người chưa tới gần, khí tức áp bách liền khiến đám người có chút không thở nổi. Đám người thấy thế liền nhao nhao hướng về phía sau thối lui, bọn hắn hiển nhiên không muốn tham dự phân tranh giữa Tiêu Phàm cùng thanh niên khôi ngô. Thanh niên khôi ngô dù sao cũng là chiến hoàng đỉnh phong, tăng thêm hắn lĩnh ngộ tam trọng cuồng phủ ý cảnh, thực lực so với hoàng phủ chiến hoàng bình thường đoán chừng còn cường đại hơn, không phải dễ trêu. Kẻ kia tựa như là đại thương đế triều Lôi Thương Lan đi, ca ca hắn là Lôi Thương Hải, tiểu tử kia gây ai không gây, vậy mà trêu chọc hắn. Đoán chừng là muốn trước mặt người đẹp cậy anh hùng đi, đáng tiếc, hắn nhìn lầm người, thực lực Lôi Thương Lan cường đại không nói, ca ca hắn là siêu cấp thiên tài, dù là đặt ở Vô Song Thánh Thành cũng coi là nhân vật thiên tài. Có ít người chính là quá tự cho là đúng, tưởng rằng người đều có thể trêu chọc tới, ha ha. Ta rất muốn biết nếu như Lôi Thương Lan giết hắn, trưởng lão hội chiến hồn điện xử trí hắn như thế nào? Còn có thể xử trí như thế nào? Ca ca hắn là Lôi Thương Hải, một trong siêu cấp thiên tài lần này, cho dù trưởng lão chiến hồn điện đoán chừng cũng không đắc tội hắn, dù sao Lôi Thương Hải tiền đồ vô lượng. Đám người nhận ra thanh niên khôi ngô, không ít người sắc mặt đại biến, cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác, một mặt nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm. Thậm chí một chút tu sĩ đại ly đế triều cũng ra vẻ lạnh lùng, bọn hắn tựa như ước gì Tiêu Phàm chết. Lôi Thương Lan, đại thương đế triều cũng có một Lôi gia. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, hắn vừa mới diệt đại long đế triều Lôi gia, hiện tại lại toát ra một cái Lôi gia, chẳng lẽ hắn cùng Lôi gia thật có thù hay sao? Dám ở trước mặt ta anh hùng cứu mỹ nhân, dẫm lên mặt ta, ta sẽ khiến ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Thanh niên khôi ngô Lôi Thương Lan nhe răng cười nhìn Tiêu Phàm, hoàng kim cự phủ to lớn tản ra phủ cương đáng sợ, bổ xuống. Tiêu Phàm, mau lui lại, Long Vũ Hoa Dung thất sắc, sắc mặt biến đổi lớn. Cũng ngay lúc này, một cỗ khí thức băng lãnh đáng sợ từ trên người nàng bộc phát ra, giống như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, tu sĩ bốn phía bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cho dù là chiến hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cũng toàn thân run rẩy không thôi. Những tu sĩ thấp dài càng đông lạnh tay chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không vững, toàn thân hàn khí bốc lên, một mặt kinh khủng nhìn Long Vũ. Biến cố bất thình lình, ngay cả Tiêu Phàm cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Long Vũ vậy đột nhiên biến đáng sợ như thế, đây căn bản không giống như là chiến hoàng cảnh hậu kỳ, dù là chiến đế đều có chút hãi hùng khiếp vía. Băng tộc huyết mạch quả nhiên đáng sợ, trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, lập tức hai mắt khẽ híp một cái. Trầm ngâm nói, không biết người khác biết băng tộc huyết mạch thể nội nàng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tiêu Phàm có chút mê mang, nếu như dựa theo lẽ thường, có người thức tỉnh băng tộc huyết mạch vậy dĩ nhiên là sự tình rất tốt, dù là những siêu cấp thế lực cùng gia tộc cũng nhất định sẽ lôi kéo thiên tài dạng này. Nhưng từ một phương diện khác mà nói cũng là chuyện xấu, cái này cũng không khó lý giải, nếu Long Vũ nắm giữ băng tộc huyết mạch gia nhập một gia tộc này tự nhiên vui mừng khôn xiết. Nhưng việc này đối với gia tộc khác mà nói lại là sự tình cực kỳ bất lợi. Cho nên, rất nhiều người đều sẽ thừa dịp nàng không trưởng thành, đem nàng bóp chết bên trong nôi, sẽ không để cho nàng tiếp tục trưởng thành, chân chính uy hiếp được lợi ích gia tộc khác.
tỉnh lại, nghĩ vậy, Tiêu Phàm vận chuyển một tia hồn lực quát to, sóng âm đánh thẳng vào não hải Long Vũ, Tiêu Phàm không muốn Long Vũ vì bản thân mà bộc lộ ra băng tộc huyết mạch. Mặc dù hắn không biết thế nhân biết Long Vũ có băng tộc huyết mạch sẽ có ý nghĩ gì, nhưng Tiêu Phàm không muốn bởi vì mình mà Long Vũ lâm vào vạn kiếp bất phục. Một tiếng vang nhỏ, Long Vũ bỗng nhiên mở hai mắt, một mặt lo lắng nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hơi gật đầu, Long Vũ lúc này mới khôi phục bình tĩnh, hàn băng chi khí bốn phía trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đám người tựa như từ trong mộng kinh tỉnh lại, trải qua tất cả vừa nãy, không ít người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá vẫn có không ít người nhìn về phía Long Vũ tràn ngập sợ hãi, trong nháy mắt đó, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Đi chết đi, Lôi Thương Lan lạnh lùng liếc mắt quét Long Vũ, một búa bá đạo chảm xuống, mang theo một cỗ ý cảnh cuồng bá, rõ ràng chỉ là một lưỡi búa lại tựa như một tòa núi lớn. Thân thể Tiêu Phàm gầy yếu làm sao có thể chính diện kháng trụ một kích Lôi Thương Lan. Tiêu Phàm mặc dù một cái tát bay Lôi Thương Hải, nhưng không ít người nhìn đều tưởng trong đó phần lớn là do đánh lén cùng chính diện đối địch là hoàn toàn khác biệt. Đám người nhìn ra Tiêu Phàm có lẽ không yếu, nhưng vẫn hẳn không phải là đối thủ của Lôi Thương Lan, vẻn vẹn khí thế liền lập tức phân cao thấp. Cút, mắt thấy phủ cương sắp tới gần mi tâm Tiêu Phàm đột nhiên trợn mắt một cái, một cỗ chi uy đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra. Oanh một tiếng, phủ cương bỗng nổ nát vụn mà ra, một cỗ hồn lực ba động đáng sợ quét sạch bốn phương tám hướng, bốn phía gian phòng dâng lên một chùm ánh sáng bao phủ tứ phương, hiển nhiên là hồn giới phi độ chiến thuyền tự hành khởi động. Nếu như không có hồn giới bảo hộ, một đám tu luyện thất đoán chừng đều sẽ nổ tung. Tiêu Phàm hét giận dữ như sư tử hống, hư không đều mãnh liệt run rẩy một cái, áo bào toàn thân Lôi Thương Lan đột nhiên nổ tung, áo không đủ che thân. Trên người hắn thật giống như bị vô số đao kiếm cắt đứt, máu tươi chảy ra. Thấy cảnh này, tất cả đám người đều hít vào ngụm khí lạnh. Lôi Thương Lan dù sao cũng là thực lực hoàng phủ chiến hoàng, vậy mà ngăn không được một hống chi uy của Tiêu Phàm. Thực lực người này cường đại biết bao, chẳng lẽ hắn đã đột phá chiến đế? Liên tiếp nghi hoặc xuất hiện trong đầu đám người, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm cũng tràn ngập ngưng trọng, người đều khinh thường Lôi Thương Lan. Nếu không phải là đồ đần thì chính là thiên tài. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm không phải người ngu, mà là một thiên tài chân chính. Ta phải giết ngươi, Lôi Thương Lan triệt để phẫn nộ, gào thét một tiếng, cự đại phủ đầu trong tay giận bổ xuống, không thể không nói, tốc độ của hắn rất nhanh. Đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm lại động, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, đám người chỉ thấy được hư ảnh, hư không lần nữa truyền đến một tiếng vang thanh thúy. Ba, lại là thanh âm tát tai, sau một khắc, chỉ thấy thân thể Lôi Thương Lan đột nhiên bay ngược ra, trong miệng máu tươi cuồng phun, một bên khác trên mặt lại xuất hiện một dấu ấn năm ngón tay đỏ tươi. Ầm một tiếng, Lôi Thương Lan trùng điệp đập xuống đất, trượt đến cuối hành lang mới dừng lại. Ngươi muốn giết ta, ngữ khí Tiêu Phàm băng lãnh, chậm rãi hướng về Lôi Thương Lan đi đến, sát cơ bắn ra bốn phía. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.